Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 25. Không phải, hình như hắn đã trêu chọc vào không gian. Kế Ngôn Thập một lần nữa nhắc nhở. Thế nhưng, Hoàng Phong Tử lại hung hăng chừng Kế Ngôn Thập, sau đó nói. Số tiểu tử, không phải ta đã nói sao? Mặc kệ hắn có gây ra phiền toái gì, ta sẽ đều thay hắn gánh. Như thế nào, người không tin thực lực của ta sao? Hay là người lại ngứa ngáy, có muốn ta dạy dỗ ngươi hay không? Sắc mặt của Kế Ngôn Thập lập tức trở nên khó coi, hít sâu một hơi, hắn quyết đoán lựa chọn câm miệng. Đúng lúc này, trong trang hiện lên một đạo ánh sáng tím, Tử Điêu vốn đang được Dương Diệp giấu ở trong thiếu tuyển chợt xuất hiện trên vai Dương Diệp. Sau khi xuất hiện, Tử Điêu nhẹ nhàng hít vào một ngụm không khí tươi mát, sau đó bất mãn mà trừng Dương Diệp, làm như đang trách cứ Dương Diệp không cho nó đi ra chơi. Dương Diệp bất đắc dĩ cười cười, đưa tay ôm lấy Tử Điêu vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Tử Điêu. Lúc trước để cho Tiểu Gia Hỏa tiến vào trong tiểu tuyến đương nhiên không phải là vì sợ Tiểu Gia Hỏa gây phiền toái cho hắn, hắn là sợ thương thế của Tiểu Gia Hỏa còn chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, tổn thương của Tiểu Gia Hỏa hẳn là đã không có trở ngại. Gì? Dương Diệp không chú ý, ngay khoảnh khắc Tiểu Gia Hỏa đi ra, Hoàng Phong Tử như là bị điểm huyệt định thân, trực tiếp ngây ngốc tại chỗ, hai mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tử Điêu trên bả vai hắn. Nhìn thấy biểu cảm của Hoàng Phong Tử, Kế Ngôn Thập lập tức có chút hả hê cười, thầm nghĩ trong lòng, phiền toái gì cũng đều gánh. Phiền toái này chỉ sợ là không dễ gánh đến thế. Bây giờ xem ngươi rút lui như thế nào. Sau nửa ngày, Hoàng Phong Tử vừa chuẩn bị nói cái gì, đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trầm giọng quát. Ai? Ngay khi Dương Diệp cùng Kế Ngôn Thập còn đang khó hiểu, tại nơi cách bọn họ ba trượng, không gian vặn vẹo một hồi. Sau đó, một vị trung niên cùng một mỹ phụ trung niên lập tức quỷ dị xuất hiện tại đó. Điêu Hoàng, Yêu Hậu. Nhìn thấy hai người, sắc mặt Hoàng Phong Tử lập tức ngưng trọng, trầm giọng nói. Vị trung niên cùng mỹ phụ trung niên nhìn cũng không thèm nhìn Hoàng Phong Tử, ánh mắt của hai người chỉ chăm chú nhìn vào Tử Điêu trên bờ vai Dương Diệp, toát ra một vẻ rất là kích động, đặc biệt là mỹ phụ trung niên, trong đôi mắt đẹp của nàng đã ngấn ngấn nước mắt. Tử Điêu nháy mắt mấy cái. Sau đó thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện trước mặt mỹ phụ trung niên, tiểu chảo ôm lấy cổ của mỹ phụ trung niên, sau đó cái đầu nhỏ không ngừng cọ lên đôi má của mỹ phụ trung niên. Thấy một màn như vậy, Dương Diệp nhẹ nhàng cười cười, nếu như hắn đoán không nhầm, mỹ phụ trung niên trước mắt này cùng vị trung niên kia có lẽ chính là thân nhân của Tiểu Gia Hỏa. Tuy rằng không biết đối phương sao lại tìm được Tiểu Gia Hỏa, nhưng mà chuyện này đã không còn trọng yếu là Tiểu Gia Hỏa rốt cục đã có thể trở về nhà. Hắn đương nhiên không hy vọng Tiểu Gia Hỏa rời bỏ hắn. Thế nhưng hắn cũng không có tư cách bảo Tiểu Gia Hỏa cả đời đi theo hắn. Dù sao thì Tiểu Gia Hỏa cũng có thân nhân của mình, có nhà của mình. Đương nhiên, nếu như Tiểu Gia Hỏa hoàn toàn nguyện ý tiếp tục đi theo hắn thì không gì tốt bằng. Lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Khi nhìn Dương Diệp, nét nhu hòa trong mắt nam tử trung niên lập tức chuyển thành lạnh như băng. Không chỉ lạnh như băng mà còn có sát ý xâm lãnh không che giấu chút nào, nói. Nhân loại, Tử Nhi sao lại ở cùng một chỗ với ngươi? Nói xong, ba người Dương Diệp lập tức cảm thấy không gian chung quanh kịch liệt chấn động một hồi, như thể tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Đối với nhân loại, hắn đương nhiên không có hảo cảm. Nhân loại gần đây tham lam vô cùng, hơn nữa lại ích kỷ, khi thấy Tử Điêu ở cùng một chỗ với Dương Diệp, hơn nữa Tử Điêu còn thân mật với Dương Diệp như vậy. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là nữ nhi của mình bị nhân loại trước mắt hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Thì ra Tiểu Gia Hỏa tên là Tử Nhi, nghe tên thì hình như là nữ hài. Dương Diệp cười khẽ, sau đó giải thích một phen cho người trung niên hay một vài tình cảnh lúc trước, khi hắn gặp gỡ Tiểu Gia Hỏa. Lúc này, Tử Điêu cũng vội vàng huy động tiểu chảo, sau đó hình như nó nhớ tới, đối với hai vị ở trước mắt, nó không cần dùng tới tiểu chảo để diễn tả suy nghĩ của mình. Vì vậy, từng đạo gợn sóng từ trong miệng nó truyền ra. Sau nửa ngày, sau khi nói xong, thân hình Tử Điêu lóe lên rồi đáp xuống trên bờ vai Dương Diệp, tiểu chảo chỉ chỉa Dương Diệp, sau đó lại chỉ chỉa mỹ phụ trung niên cùng vị trung niên kia, hình như là đang giới thiệu. Mỹ phụ trung niên cùng vị trung niên nhìn nhau, lông mày hai người đồng thời nhăn lại, mỹ phụ trung niên ôn nhu nói. Tử Nhi, ngươi nói hắn là bằng hữu của ngươi. Là bạn rất tốt, muốn ta cùng phụ hoàng ngươi làm như vậy.
Tử Điêu nhếch miệng cười cười, sau đó vội vàng gật đầu. Mỹ phụ trung niên cùng vị trung niên một lần nữa nhìn nhau, lúc này đây, sắc mặt hai người trầm xuống, bởi vì bọn họ hình như đã hiểu ra điều gì. Mỹ phụ trung niên đánh ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp, dò xét Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Tử Điêu, nói. Tử Nhi, hắn, không xứng với người. Hơn nữa, nhân loại phần lớn là âm hiểm xảo trá, không đáng tin. Dương Diệp cùng Hoàng Phong Tử còn có kế ngôn thập lập tức co rút khóe miệng, Mỹ phụ này nói chuyện có cần huyết tuẹt ra. Như vậy hay không, tốt xấu gì tại đây cũng có ba nhân loại đó. Nha! Tử Điêu nháy mắt mấy cái, sau đó lắc đầu, tiểu trào tại chỉa chỉa Dương Diệp, lập tức tại chỉa chỉa chính nó, hình như là đang biểu đạt cái gì. Vị trung niên lắc đầu, nói. Tử Nhi, hắn là nhân loại, ngươi là yêu thú, tuy rằng ngươi sắp biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thú. Hơn nữa, hắn thật sự quá yếu, căn bản là không xứng với ngươi. Chúng ta đi thôi, về nhà. Vì tìm ngươi, chúng ta đã lục tung cả yêu vực, bây giờ cũng nên trở về dọn dẹp một chút. Tử Điêu có chút gấp, ngay khi nó chuẩn bị nói gì thêm nữa, lúc này Dương Diệp đã đứng ra, hạ thấp người thi lễ với vị trung niên cùng Mỹ phụ trung niên, sau đó nói. Ta nghĩ hai vị tiền bối đã hiểu lầm điều gì, ta cùng với tiểu gia hỏa là bằng hữu, hoặc là nói là thân nhân cũng được, không có gì hơn. Bằng hữu, thân nhân. Vị trung niên cười lạnh một tiếng, nói. Nhân loại, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có biết thân phận của Tử Nhi hay không? Ngươi có biết tiềm lực của Tử Nhi hay không? Ngươi có biết tương lai nó sẽ kế thừa cái gì hay không? Nể tình người đã từng trợ giúp Tử Nhi, ta sẽ không giết người, thế nhưng nếu như sau này. Không, không có sau này, các ngươi không có cơ hội gặp lại. Ta hiện tại không có tư cách, nhưng không có nghĩa là sau này ta không có tư cách. Dương Diệp đối mặt nói với người trung niên. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Phong Tử lập tức hít sâu một hơi, ông trời ơi, tiểu quỷ trước mắt này cũng dám nói như thế với Điêu Hoàng sao, hắn là không biết thì không sợ hay là thật sự to gan lớn mật vậy. Ồ! Điêu Hoàng nhíu hai mắt lại, nói. Nhân loại, người có biết người đang nói chuyện cùng với ai hay không? Dương Diệp khẽ cười một tiếng, sau đó nói. Tiền bối lúc trước nói ta không có tư cách làm bằng hữu với tiểu gia hỏa, ta đây ngược lại muốn hỏi một chút, muốn làm bằng hữu với tiểu gia hỏa lại cần điều kiện gì? Như này có đủ không? Nói xong, Dương Diệp đạp một bước về phía trước, lục trọng kiếm ý không chút e dè mà dũng mãnh phun ra. Lục trọng kiếm ý. Trong mắt của Mỹ phụ trung niên cùng vị trung niên kia hiện lên một vòng kinh ngạc, hiển nhiên, hai người bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà lại đạt tới lục trọng kiếm ý. Tuy lục trọng kiếm ý đối với hai người bọn họ mà nói cũng không chẳng là gì, nhưng mà một nhân loại còn chưa tới 20 tuổi lại đã lĩnh ngộ lục trọng kiếm ý, vậy thì lại khác hoàn toàn. Nếu như còn chưa đủ. Đúng lúc này, Dương Diệp lại một lần nữa đạp một bước về phía trước, sau đó nói. Cái này thì sao? Nói xong, hai mắt Dương Diệp khép hờ, tiến vào một loại trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Lập tức, trường kiếm trong tay một hồi run rẩy dữ dội. Một đạo kiếm minh màu xanh phóng lên trời. Kiếm tâm thông minh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của vị trung niên cùng Mỹ phụ trung niên rốt cục biến chuyển, trong mắt hai người lần đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng. Chưa đến 20 tuổi đã lĩnh ngộ lục trọng kiếm ý, trong mắt hai người bọn họ, điều này tuy có thể cũng được coi là thiên tài, thế nhưng còn chưa đến mức khiến cho hai người bọn họ coi trọng. Nhưng mà kiếm tâm thông minh thì lại không giống. Chưa đến 20 tuổi đã lục trọng kiếm ý. Hơn nữa lại là kiếm tâm thông minh. Vạn năm trước, nhân loại xuất hiện vị cường giả kiếm tông kia, hình như cũng chỉ có đến vậy mà thôi. Hoàng Phong Tử ngay lập tức hoàn toàn ngây người, lục trọng kiếm ý, lại còn là kiếm tâm thông minh, ông trời ơi! Mình gặp phải cái thứ yêu nghiệt gì vậy? Sao lại yêu nghiệt đến nhường ấy? Thần kiếm tông được xưng là thiên hạ kiếm đạo, thế nhưng lúc này Hoàng Phong Tử lại cho rằng, trước mắt yêu nghiệt trước mặt này, những thanh niên thiên tài kiếm đạo của thần kiếm tông chẳng là cái thá gì cả. Chuẩn kiếm hoàng. Nhìn Dương Diệp, Điêu Hoàng trầm giọng nói một câu. Mỹ phụ trung niên gật gật đầu, nói. Tiềm lực cùng thiên phú của ngươi xác thực rất kinh người, đặc biệt là thiên phú kiếm đạo của ngươi. Ngươi là người có thiên phú kiếm đạo yêu nghiệt nhất mà hai phu thê chúng ta đã từng gặp qua. Chỉ có điều, vậy thì sao? Yêu nghiệt trước khi phát triển hoàn toàn thì cũng chỉ có thể coi như là yêu nghiệt mà không thể coi là cường giả, một khi sinh tử tới, yêu nghiệt có thiên phú thêm nữa thì cũng có ý nghĩa gì. Cho nên,
thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, đối với hai người chúng ta mà nói, không có một chút ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ nhìn hiện tại, không nhìn tương lai, bởi vì trong tương lai sẽ có rất nhiều ẩn số, ngươi có hiểu hay không? Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta chỉ muốn chứng minh một điểm, chính là ta có tư cách làm bằng hữu với tiểu gia hỏa, không hơn. Về phần tiền bối nói rằng không nhìn tương lai, không biết tiền bối đã từng nghe qua câu này hay chưa, chính tả 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Ngươi tự tin đến như vậy. Mỹ phụ trung niên nhìn Dương Diệp nói. Đúng. Dương Diệp không chút nào yếu thế mà đối mặt với đối phương. Rất tốt. Mỹ phụ trung niên gật gật đầu, nói. Tiềm long bảng lần này, người đoạt lấy vị trí đầu bảng, như thế nào? Ngoài dữ liệu của mọi người, Dương Diệp lắc đầu, nói. Tiền bối, người vẫn là tính sai rồi. Ta là bằng hữu, là thân nhân của tiểu gia hỏa, điểm ấy căn bản không cần dùng bất cứ chuyện gì hay đồ vật gì chứng minh. Ta lúc trước sở dĩ chứng minh bản thân cho các ngươi thấy không phải là vì muốn nịnh bợ các ngươi hay là được các ngươi tán thành. Vậy ngươi là vì cái gì? Mỹ phụ trung niên hỏi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tử Điêu trước mặt, nói. Tiểu gia hỏa, chúng ta phải chai tay rồi. Đáp ứng ta, về sau đừng ham chơi, hảo hảo tu luyện, ta cũng sẽ hảo hảo tu luyện, chúng ta cùng chứng minh cho thế nhân cũng như thân nhân của ngươi hay. Trên đời này, ta là nhân loại có tư cách trở thành bằng hữu của ngươi nhất, ngươi cũng là yêu thú có tư cách trở thành bằng hữu của ta nhất, có được không? Thân hình Tử Điêu lóe lên, đáp xuống trên bờ vai Dương Diệp, sau đó dùng cái trán cọ cọ má Dương Diệp, trong ánh mắt chớp động nước mắt. Hiển nhiên, nó không muốn rời khỏi Dương Diệp. Thấy tiểu gia hỏa như vậy, nội tâm Dương Diệp lập tức không chịu nổi, hắn sao lại muốn rời khỏi tiểu gia hỏa? Từ lúc sinh ra đến trước khi gặp được tiểu gia hỏa, Dương Diệp hắn cho tới nay đều là một kẻ cô đơn, thẳng đến khi gặp được tiểu gia hỏa, Dương Diệp hắn mới hiểu trên đời trừ thân tình ra thì còn có một loại tình cảm khác, ấy chính là tình bạn. Hắn cùng với tiểu gia hỏa có thể đi chết vì đối phương. Nếu như có thể, hắn nguyện ý cả đời không xa rời tiểu gia hỏa, nhưng hiện tại hắn còn chưa có năng lực làm chuyện mà chính hắn muốn làm. Tử Nhi, người đi theo hắn sẽ chỉ là hại hắn. Lúc này, Mỹ Phụ ôn nhu nói. Nay thân phận của người đã bạo lộ, nếu như người tiếp tục ở cùng một chỗ với hắn, không chỉ có người gặp phải nguy hiểm mà hắn cũng sẽ bị nguy hiểm, người hiếu không? Tử Điêu rụi rụi má Dương Diệp, sau đó tiểu trảo vung vẩy một hôi. Sau nửa ngày, Dương Diệp cười khổ, sau đó nói. Ta không thể đi theo ngươi, ta còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, ngươi hẳn là biết, những chuyện này ta không thể không làm. Chờ ta giải quyết xong hết những chuyện ấy, ta sẽ đi yêu vực tìm ngươi, sau đó chúng ta sẽ cùng đi du lịch khắp cả đại lục, như thế nào? Tử Điêu mạnh mẽ lắc lắc cái đầu nhỏ, tiểu trảo dùng sức ôm lấy cổ Dương Diệp, trong mắt chậm rãi tràn ra bọt nước. Một bên, Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu nhìn nhau, từ trong mắt đối phương, hai người thấy được khiếp sợ cùng nghi hoặc. Đúng vậy, bọn họ không nghĩ tới cảm tình giữa Tử Điêu cùng Dương Diệp lại sâu sắc đến mức này. Chẳng lẽ, với nhân loại trước mắt này, Tử Nhi đã sinh ra? Nghĩ đến khả năng ấy, sắc mặt của Điêu Hoàng cùng Yêu Hậu lập tức biến đổi. Ngay lập tức, hai người nhìn nhau, trong mắt lóe lên hàn quang, Yêu Hậu do dự một hồi, sau đó gật gật đầu. Một khắc sau, Yêu Hậu vung bàn tay trắng nõn nà lên, không gian vặn vẹo một hồi, Yêu Hậu cùng Tử Điêu lập tức biến mất tại chỗ. Vốn dĩ ta không muốn giết ngươi. Sau khi Yêu Hậu cùng Tử Điêu biến mất, Điêu Hoàng nhìn Dương Diệp trầm giọng nói. Bởi vì dù sao ngươi cũng đã cứu mạng của Tử Nhi, hơn nữa với thiên phú kiếm đạo của ngươi, ta cũng không thể không nói ngươi là yêu nghiệt. Chỉ cần ngươi không chết trẻ thì tương lai bên Tử Nhi tất sẽ nhiều thêm một bằng hữu là cấp cường giả nhân loại. Nhưng mà, vừa rồi nhìn thái độ mà Tử Nhi đối với ngươi, ta biết rõ, Tử Nhi đối với ngươi tuyệt không phải là tình bạn. Để đoạn tuyệt ý niệm này trong đầu Tử Nhi, ta chỉ có thể loại bỏ ngươi. Tiền bối, từ lúc bắt đầu, ngươi đã muốn giết ta, không phải sao? Nhìn Điêu Hoàng, Dương Diệp khẽ cười nói, trên mặt không có nửa phần sợ hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Điêu Hoàng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tuy rằng ngươi cùng Tử Nhi là bằng hữu, thế nhưng nhân loại các ngươi giỏi nhất là trở mặt, bây giờ là bằng hữu, vì lợi ích, sau một khắc có lẽ sẽ biến thành địch nhân. Ta lo lắng Tử Nhi đi theo một nhân loại. Dương Diệp cười khẽ.
sau đó nhìn về phía Hoàng Phong Tử, nói. Hoàng tiền bối, lúc trước ngươi nói dù ta có gây ra phiền toái gì thì ngươi cũng đều có thể thay ta gánh vách, những lời này còn tính hay không? Sắc mặt Hoàng Phong Tử lập tức có chút khó coi, dựa vào thực lực của hắn, tuy rằng có đủ sức để đánh một trận với Điêu Hoàng trước mắt, nhưng vấn đề là hắn không thể động thủ. Bởi vì nếu như trêu chọc vào tộc chồn không gian này thì tất sẽ gây đại họa cho Thần Kiếm Tông. Cả đại lục có người nào lại không biết, tộc chồn không gian không gây chuyện, nhưng một khi gây chuyện thì tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đừng nói Thần Kiếm Tông, có là ba tông môn cửu phẩm thì cũng đều không dám đơn giản đi trêu chọc tộc chồn không gian này. Nhưng mà thiên phú của tên yêu nghiệt Dương Diệp thực sự là rất mê hoặc nha. Nếu như hắn gia nhập Thần Kiếm Tông, dựa vào tài nguyên cùng bồi dưỡng của Thần Kiếm Tông, Dương Diệp tuyệt đối sẽ là một cấp cường giả trong tương lai. Đến lúc đó, Thần Kiếm Tông vô cùng có khả năng tấn thăng thành cửu phẩm tông môn, thậm chí, tấn thăng thành thập phẩm tông môn cũng không phải là không được. Hiện tại, một vấn đề khó khăn không nhỏ đang bày ra trước mặt Hoàng Phong Tử. Cứu hay là không cứu? Cứu chứ sao? Lúc này, Kế Ngôn Thập một bên đột nhiên trầm giọng nói. Hoàng Phong Tử, ngày nay Thần Kiếm Tông đã dần dần xuống dốc, nếu như không xuất hiện người có thể chấn hưng Thần Kiếm Tông thì trong tương lai, Thần Kiếm Tông chỉ sợ sẽ không cả bảo vệ được cái danh tông môn bát phẩm. Đã như vậy, không bằng liều một phen, nếu như tiểu tử này có thể sống sót, sau này Thần Kiếm Tông cho dù chỉ có một mình hắn, Thần Kiếm Tông chúng ta cũng nhất định sẽ nổi danh khắp cả đại lục huyền giả. Nhưng ta, còn người nữa, thậm chí là cả rất nhiều đệ tử của Thần Kiếm Tông sẽ phải chết. Hoàng Phong Tử hít sâu một hơi, nói. Kế Ngôn Thập trầm mặc, đúng vậy, nếu như vì Dương Diệp mà động thủ với Điêu Hoàng thì cũng đồng nghĩa với việc Thần Kiếm Tông phải đối mặt với gia tộc yêu thú chồn không gian cường đại này. Đến lúc đó, một khi đại chiến, vấn đề sẽ không phải là người chết, thậm chí Thần Kiếm Tông còn có thể bị xóa tên khỏi trung vực. Biên giới kết giới có thể có hiệu lực với bất luận gia tộc yêu vực nào, trừ tộc chồn không gian. Liếc mắt nhìn thần sắc của Hoàng Phong Tử. Dương Diệp cười khẽ, sau đó nhìn về phía Điêu Hoàng, nói. Tiền bối, người có lực lượng thần thông thần bí khó lường, ta có thể đề nghị hai yêu cầu với tiền bối trước khi chết hay không? Yên tâm, hai yêu cầu này sẽ không khiến cho tiền bối khó xử. Nhìn Dương Diệp nửa ngày, Điêu Hoàng nói. Nể tình ngươi đã cứu Tử Nhi, ngươi nói đi. Nghe vậy, Dương Diệp thi lễ với Điêu Hoàng rồi sau đó xoay người nhìn về phía xa xa, phương hướng kia chính là Nam Vực. Sau nửa ngày, Điêu Hoàng liếc mắt nhìn Hoàng Phong Tử cùng Kế Ngôn Thập, Hoàng Phong Tử hiểu ý, ôm một quyền với Điêu Hoàng, sau đó phức tạp mà liếc mắt nhìn Dương Diệp một bên có chút ngốc trệ, thân hình khẽ động, mang theo Kế Ngôn Thập biến mất. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Điêu Hoàng vung tay lên, một tấm gương vô cùng lớn xuất hiện trong hư không, nói. Tấm gương này tên là không gian kính, nó có thể thỏa mãn yêu cầu đầu tiên của ngươi. Nói xong, Điêu Hoàng vung tay lên. Thoáng chốc, tấm gương đột nhiên chớp động, dần dần, một vài hình ảnh xuất hiện ở bên trên. Bách Hoa Cung. Tại một vách núi sâu không thấy đáy ở ngọn núi phía sau Bách Hoa Cung, vách núi âm u, khắp nơi gió lạnh thổi mạnh, giá lạnh thấu xương. Những ngọn gió lạnh này giống như những lưỡi đao sắc bén chém toạch không khí, khiến cho khắp cả vách núi tràn đầy âm thanh gió xé bén nhọn. Bên trong vách núi có một đài cao hình trong, trên đài có một loạt các cây cột đen kịt chằng chịt. Trên các cây cột có trói vô số nữ tử. Những nữ tử này, có người đã chết, hơn nữa còn chết rất thảm, bởi vì khuôn mặt đã bị gió lạnh đâm tới mức biến dạng hoàn toàn, có thậm chí thân thể cũng đều bị cắt thành vô số đoạn. Nhưng đa phần thì đều là còn sống, chỉ là những nữ tử còn sống kia còn không bằng chết đi cho rồi. Vách núi này chính là Tuyệt Tình Nhai đại danh đỉnh đỉnh của Bách Hoa Cung, còn gió lạnh thổi mạnh ở đáy vực lại chính là Âm Sát Hàn Phong. Âm Sát Hàn Phong chuyên được dùng để trừng phạt những đệ tử làm trái cung quy của Bách Hoa Cung. Đột nhiên, một nữ tử trung niên xuất hiện trên đài. Khi nhìn thấy nữ tử trung niên này, trong mắt những nữ tử bị trói trên đài ngay lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì nữ tử trung niên ấy chính là người trưởng quản Tuyệt Tình Nhai. Đương nhiên, quan trọng hơn là, tâm lý của nữ tử có chút vặn vẹo. Nữ tử trung niên này đã từng giống như những nữ tử ở đây, yêu mến nam nhân. Thế nhưng kẻ mà nàng yêu mến lại là một gã đàn ông phụ bạc, đối phương tiếp cận nàng chỉ là để lừa gạt tài sản cùng nhan sắc của nàng. Từ đó về sau, tâm lý của nàng vặn vẹo nghiêm trọng, không thể chịu nổi nam nữ ân ái trên thế gian,
cũng chính là bởi vì vậy mà Bách Hoa Cung mới để cho nàng tới quản lý Tuyệt Tình Nhai. Bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với những đệ tử đem lòng yêu mến nam nhân. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt những nữ tử này, trên mặt nữ tử trung niên lập tức lộ ra một dáng vẻ tươi cười tàn nhẫn, nói. Chậc chậc, các vị đã từng là những thiên tài, đã đến giờ hưởng thụ. Đến, hào hào hưởng thụ. Nói xong, nữ tử trung niên khẽ động tay, một sợi trường tiên đen kịt xuất hiện trong tay nàng. Khi nhìn thấy sợi trường tiên đen kịt ấy, thân thể mềm mại của vô số nữ tử trong tràng đều nhìn không được run rẩy. Bởi vì sợi trường tiên ấy tên là đả hồn tiên. Đả hồn tiên, tên như ý nghĩa, đánh vào hồn phách. Phần lớn các nữ tử bị giam giữ tại đây đều là cường giả ngoài linh giả cảnh, dựa vào sự cường hãn của thân thể các nàng, căn bản là không tổn thương được đến các nàng. Cho nên, Bách Hoa Cung đặc biệt tạo ra đả hồn tiên. Bởi vì sự thống khổ đau nhức của da thịt không thể so với 1/10 sự thống khổ trên linh hồn. Thấy biểu cảm sợ hãi cũng thân hình run rẩy của những nữ tử kia, dáng vẻ tươi cười trên mặt nữ tử trung niên càng thêm sáng lạn, nói. Đám tiện nhân các ngươi đúng là không có tự trọng, vốn dĩ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý trong cung môn, thế mà các ngươi lại hết lần này tới lần khác không có tự trọng, muốn động tình. Vậy thì được thôi, cứ ở tại đáy vực Tuyệt Tình Nhai này, ngày ngày chịu bị âm sát hàn phong tra tấn đi, còn thêm cả một ngày 3 trận roi đòn, ngươi nói coi, có phải các ngươi không có tự trọng hay không? Nói xong, nữ tử trung niên khẽ động tay, roi trong tay ba một tiếng. Hóa thành một bóng đen mạnh mẽ rơi vào trên người một nữ tử trước mặt nàng. A hát! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở dưới đáy nhai. Chỉ thấy nữ tử kia thống khổ tới mức mặt mũi cũng biến dạng, thân thể càng là kịch liệt run rẩy. Nữ tử trung niên hình như càng thêm đắc ý, giơ tay lên, roi trong tay lại vũng tới phía nữ tử này một lần nữa. Sau nửa ngày, nữ tử này đã bất tỉnh, chỉ có điều thân thể lại vẫn đang kịch liệt run rẩy như cũ. Hừ, thật sự là không bỏ đánh. Nhìn thấy nữ tử kia ngất đi, nữ tử trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ cánh tay lên, lại chuẩn bị đánh thêm một nhát. Đúng lúc này, nữ tử bị cột tại cây cột bên trái nữ tử vừa hôn mê kia đột nhiên nói. Lãnh Ngọc, nàng đã như thế, ngươi cần gì phải như vậy? Vẫn là khoan dung độ lượng đi thôi, dù sao mọi người cũng đều đã từng là đồng môn. Nữ tử tên Lãnh Ngọc dừng tay lại. Sau đó nhìn về phía nữ tử vừa lên tiếng, trong mắt hiện lên một vòng âm lãnh, nói. Phượng Ngọc, đừng tưởng rằng bên trong cung môn có người che chở ngươi là ngươi có thể khoa tay múa chân với ta cho ngươi biết, tại đáy vực Tuyệt Tình này, hết thảy đều phải nghe ta. Hừ, ta thấy ngươi hẳn là đã thật lâu rồi chưa hưởng qua tư vị đả hồn tiên đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử. C. Nói xong, thân hình Lãnh Ngọc khẽ động, roi trong tay mạnh mẽ vung về phía Phượng Ngọc. Nàng dùng toàn lực mà đánh, đả hồn tiên vậy mà lại mang theo từng đạo tàn ảnh màu đen. 3. Đả hồn tiên hung hăng đánh tới trên người Phượng Ngọc lập tức cảm thấy kinh hồn run sợ kịch liệt một hồi, đau nhức kịch liệt đến từ sâu trong kinh hồn làm cho lông mày Phượng Ngọc nhíu chặt lại. Cũng giống như nữ tử vừa nãy, thân thể Phượng Ngọc cũng là nhịn không được run rẩy kịch liệt, chỉ có điều Phượng Ngọc thủy chung không nên một tiếng. Hừ, rất có cốt khí đó chứ. Lãnh Ngọc hừ lạnh một tiếng. Sau đó trường tiên trong tay lại giơ lên, vung một roi về phía Phượng Ngọc. Không đến một phút đồng hồ, trên người Phượng Ngọc đã tràn đầy vết roi, không chỉ như thế, Phượng Ngọc tuy rằng còn chưa hôn mê nhưng sắc mặt nàng đã trắng bệch đi, một tia tơ máu cũng không còn, lại thêm vô số vết roi trên người, lúc này nhìn Phượng Ngọc thật đúng là thảm. Diệp Nhi, Giao Nhi, hai mắt Phượng Ngọc chậm rãi nhắm lại, ngay lúc hai mắt nàng còn chưa triệt để nhắm lại. Từ trong miệng nàng chậm rãi bay ra tên của hai người. Diệp Nhi, Giao Nhi, ngươi còn đang suy nghĩ tới hai nghiệt chủng kia sao? Lãnh Ngọc cười lạnh một tiếng, nói. Tiện nhân chính là tiện nhân, không chỉ tư thông động tình cùng nam nhân mà còn sinh con cho nam nhân. Hừ, ta thành thật nói cho ngươi hay, hai nghiệt chủng của ngươi đã chết rồi. Cái gì? Đột nhiên, hai mắt vốn đã chậm rãi nhắm lại, Phong Ngọc lại mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Lãnh Ngọc, nói. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Kiếm Tông sẽ bảo hộ chúng. Kiếm Tông. Lãnh Ngọc cười lạnh nói. Tông môn rác rưởi đã xuống dốc như Kiếm Tông lại dám đối kháng với Bách Hoa Cung chúng ta sao? Khi Bách Hoa Cung chúng ta hạ yêu cầu, bọn họ chỉ có thể giao ra hai nghiệt chủng của ngươi mà thôi,
ngươi không biết hai nghiệt chủng của ngươi chết thảm tới đâu phải không? Đến, để ta chậm rãi nói cho ngươi biết, chúng ta trước dùng cung đình với con ngươi, để cho hắn chịu hết tất cả những cực hình thống khổ nhất trên đời này, sau đó lại dùng đả hồn tiên đánh cho hắn hồn phi phách tán, về phần con gái ngươi. Không. Phượng Ngọc thống khổ nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt thanh tịnh tuôn chảy như vỡ đê. Nàng sở dĩ còn sống chính là vì muốn được trông thấy Dương Diệp cùng Dương Ngọc, hoặc là nói, nàng muốn cho Dương Diệp một động lực phấn đấu, bởi vì nàng biết rõ, tại Nam vực này, chỉ có đạt được thực lực cường đại thì mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Có thể nói, nếu như không là vì hai nguyên nhân này thì nàng đã chết từ lâu rồi. Dù sao thì cũng không có ai muốn đời đời kiếp kiếp ở dưới đáy vực tuyệt tình nhai chịu đựng thống khổ mà âm sát Hàn Phong mang lại. Dương Ninh, Bách Hòa Cung, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phượng Ngọc ngửa đầu giận dữ hét một tiếng, giọng nói cứ như là đến từ cửu u, khiến cho người ta không rét mà run. 3. Lãnh Ngọc lại mạnh mẽ quất vào trên mặt Phượng Ngọc một roi, thoáng chốc, trên mặt Phượng Ngọc đã lập tức xuất hiện một vết máu dài mấy centimet. Thế nhưng còn chưa kết thúc ở đó, Lãnh Ngọc lại vung roi xuống, như thể là cố ý, mỗi lần đều vung đến trên mặt Phượng Ngọc. Chẳng bao lâu sau, cả khuôn mặt Phượng Ngọc đã bị các vết roi màu đỏ che kín, nhìn lên thấy cực kỳ dữ tợn, thấy mà giật mình. Không buông tha cho Bách Hoa Cung, dựa vào ngươi, bây giờ kinh mạch trong cơ thể ngươi đều đã tổn hại, tam hồn lục phách đã sắp hồn phi phách tán, ngươi bây giờ còn không bằng cả người bình thường, ngươi dựa vào cái gì mà đối phó với Bách Hoa Cung ta. Lãnh Ngọc vừa nói vừa huy roi đánh vào sườn mặt Phượng Ngọc. Bất quá lần này nàng không dùng tới huyền khí, bởi vì phía trên có căn dặn, không thể để cho Phượng Ngọc chết, hiện tại, nàng chỉ là đang thuần túy tra tấn Phượng Ngọc. Chấm chấm chấm. Cổ chiến trường. Khi nhìn thấy Phượng Ngọc hấp hối trong gương, Dương Diệp rốt cuộc kiềm chế không nổi sát ý thô bạo trong nội tâm. A hát. Đột nhiên. Một tiếng trống giận dữ thê lương. Mang theo thống khổ tê tâm liệt phế vang vọng trên khắp mảnh đất trống. Bởi vì thống khổ quá độ, cả bộ mặt Dương Diệp vặn vẹo vô cùng, hai mắt đỏ thẫm đáng sợ, giống như bị nhuộm bằng máu, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi từ ngón tay không ngừng chảy ra. Bách Hoa Cung, Bách Hoa Cung, Bách Hoa Cung, Bách Hoa Cung, a hát 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 a hát. Hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Dương Diệp đột nhiên hét lên một tiếng gầm gừ tựa như dã thú gào rú, lập tức, trên một thanh huyền kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh to rõ, sau đó mang theo một tia huyết quang mà phóng lên trời. Chỉ thấy, ngón út tay phải của Dương Diệp lập tức bay ra. Ta Dương Diệp xin thề với trời, đời này kiếp này nếu không giết sạch đệ tử Bách Hoa Cung, ta chọn đời sẽ không được siêu sinh. Nói xong, một cỗ sát ý cùng kiếm ý vô cùng cuồng bạo và xâm lãnh đột nhiên tuôn mạnh ra từ trong cơ thể Dương Diệp. Sát ý ấy như là vô cùng vô tận, nương theo kiếm ý mà tàn sát bừa bãi tại đó. Dần dần, hai cỗ ý bắt đầu hợp lại với nhau, qua một hồi đã phân không rõ là kiếm ý hay là sát ý. Điêu Hoàng vốn mang vẻ lạnh lùng mà nhìn chăm chú tất cả mà nay sắc mặt khẽ biến, nói. Kiếm ý biến dị, sát lục kiếm ý, làm sao có thể, kiếm hoàng tương lai. Tại sao lại có thể là sát lục kiếm ý? Có thể nói sát lục kiếm ý là sự kết hợp của sát ý cùng kiếm ý, uy lực của loại sát lục kiếm ý này còn mạnh hơn rất nhiều so với kiếm ý cùng sát ý đơn thuần. Trong sát ý ẩn chứa kiếm ý, trong kiếm ý bao hàm sát ý. Chỉ là loại sát lục kiếm ý này vô cùng có khả năng ăn mòn thần trí của người lĩnh ngộ, khiến cho người tám ĩnh ngộ biến thành một cái máy giết chóc từ đầu tới đuôi. Sao lại là kiếm hoàng? Đường đường chính chính là kiếm hoàng. Phàm là kiếm hoàng, trên người tất có một cỗ chính khí. Không phải nói kiếm hoàng nhất định sẽ là người tốt, chỉ có điều người trở thành kiếm hoàng cũng sẽ không phải là người hiếu sát. Bởi vì kiếm hoàng cần, kiếm chỉ bản tâm, cũng có nghĩa là giết người cần phải không thẹn với lương tâm, bởi vì nếu không làm được chuyện không thẹn với dương tâm thì sẽ không bao giờ đeo được bao kiếm cổ trên núi kiếm hoàng. Cũng không phải nói sát lục kiếm ý là người hiếu sát, tuy nhiên, những người lĩnh ngộ sát lục kiếm ý trong lịch sử đều là những kẻ ham thích giết chóc. Cho nên, Điêu Hoàng lúc này phi thường nghi hoặc Dương Diệp rõ ràng là kiếm tâm thông minh, là chuẩn kiếm hoàng, thế nhưng vì sao kiếm ý của hắn lại biến dị thành sát lục kiếm? Y dài. Chẳng lẽ Dương Diệp không phải là kiếm hoàng tương lai? Điêu Hoàng lắc đầu, những điều này đều không trọng yếu, sau khi hoàn thành nốt một yêu cầu của Dương Diệp cũng sẽ chết.
Dù cho lúc này Dương Diệp có gia tăng kiếm ý lên tới thập trọng, lên tới cảnh giới đại viên mãn, thì cũng không có ý nghĩa gì, không phải sao? Sau nửa ngày, với hai mắt vẫn đỏ thẫm như trước, Dương Diệp còn có chút ngốc trệ đột nhiên nói. Yêu cầu cuối cùng của ta là muốn đi tới một địa phương. Nhìn Dương Diệp giống như đang mất hồn, Điêu Hoàng nhíu mày, sau đó nói. Có thể. Đoạn hồn uyên. Điêu Hoàng cùng Dương Diệp xuất hiện tại đáy đoạn hồn uyên. Sau khi đi vào đáy vực, Điêu Hoàng liếc mắt nhìn bốn phía liếc, nhíu mày lại, nói. Người mà ngươi muốn gặp đâu? Chính là ở phía trước. Dương Diệp chỉ về gian nhà tranh ở xa xa, sau đó hắn chậm rãi đi đến trước gian nhà tranh ấy, thi lễ với gian nhà tranh, nói. Mạc lão, ta vẫn chưa thể chết. Xoẹt xoẹt tương đương một tiếng, cánh cửa nhà tranh chậm rãi mở ra, Mạc lão với chiếc lưng còng già nua tời không tưởng tượng nổi chống quải trượng từ bên trong đi ra. Bộ dáng già nua kia, thân thể suy yếu kia, dường như một trận gió cũng có thể thổi hắn bay ngược lại vậy. Thế nhưng chính Mạc lão trông như tùy thời đều có thể bị gió thổi bay lại khiến cho Điêu Hoàng biến sắc. Mạc lão liếc mắt nhìn Điêu Hoàng một bên, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Dương Diệp, dò xét Dương Diệp, sau đó mỉm cười, nói. Không tồi, lục trọng kiếm ý, vương giả cảnh ngũ phẩm, tốc độ như vậy quả nhiên là kinh người. Chỉ có điều, đáng tiếc, kiếm ý của ngươi lại phát sinh biến dị, không có cách nào kế thừa bao cổ thần bí kia. Tuy nhiên cũng không sao. Sát lục kiếm ý chính là thứ kiếm ý tinh khiết nhất, cũng lăng lệ ác liệt nhất. Người lại là kiếm tâm thông minh, ha ha, tương lai ai có thể chống đỡ một kiếm của ngươi đây. Nói xong, Mạc lão gật gật đầu với Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Điêu Hoàng một bên mang sắc mặt ngưng trọng, nói. Chôn không gian, ha ha, Hiểu Thiên Cơ đã từng nói, thần vật xuất, tử đồng hiện, thiên hạ loạn, thiên lộ thông, bách tộc sinh. Những lời này ngươi hắn là biết đi. Nghe vậy, sắc mặt Điêu Hoàng kịch biến, nhìn Mạc lão, trầm giọng nói. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao lại biết rõ lời tiên đoán vạn năm trước của Hiểu Thiên Cơ? Một kẻ sắp chết. M. Điêu Hoàng, ngươi muốn giết hắn, ta không ngăn cản, thế nhưng nếu như ngươi giết hắn thì lời tiên đoán ấy sẽ không còn tồn tại. Nói cách khác, tộc chôn không gian của ngươi sẽ bị chôn sống cùng hàng tỷ sinh linh tại này đại lục huyền giả. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Điêu Hoàng có chút khó coi, không gian khắp chung quanh chấn động một hồi. Mạc lão lắc đầu, nói. Mạc lão khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xôi, sau đó buồn bã nói. Điêu Hoàng, người có biết vì sao từ sau khi Tiêu Giao Tử đánh thông thiên lộ thì khắp thiên hạ này lại không có một ai có thể xông qua thiên lộ đó hay không? Tiêu Giao Tử, hắn xác thực rất mạnh. Điêu Hoàng trầm giọng nói. Hắn đúng là mạnh thật. Mạc lão cười nói, một người một kiếm, đánh tới đánh lui cả thiên lộ, đừng nói trong một vạn năm này, ngay cả trong lịch sử đại lục vài vạn năm thì cũng không có ai có thể làm được, về phần tương lai. Nói đến đây, Mạc lão liếc nhìn Dương Diệp một bên, sau đó nói. Trừ hắn ra, chỉ sợ cũng không một ai có thể làm được. Điêu Hoàng liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Vậy sao? Mạc lão cười cười, nói. Trước tiên hãy nói về thiên lộ này đi. Vạn năm qua, sau khi Tiêu Giao Tử xông qua thiên lộ về thì không có ai có thể xông qua, ngoài việc vì thực lực của Tiêu Giao Tử thực sự quá cường hãn thì cũng là bởi vì sau hắn, độ khó của thiên lộ càng lúc càng lớn. Người ngoài đó không muốn cho bất kỳ ai trong chúng ta lại đi ra ngoài đó, ngươi hiểu chưa? Ngươi đến tột cùng là ai? Sắc mặt Điêu Hoàng một lần nữa biến đổi, nói. Ngươi vậy mà lại biết rõ người bên ngoài. Tại đại lục huyền giả, những người biết rõ chuyện này tuyệt đối chỉ đếm trên một bàn tay, người đến tột cùng là ai? Người thủ mộ. Mạc lão nhìn Điêu Hoàng, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, đồng tử Điêu Hoàng kịch liệt co rút, sau nửa ngày nhìn Mạc lão, trong ánh mắt kinh ngạc không thể lý giải được của Dương Diệp, thân thể của Điêu Hoàng vậy mà lại hơi khom xuống, hạ thấp người thi lễ với Mạc lão, sau đó nói. Nghe đồn những cường giả chết trên đường xông qua thiên lộ. Bất kể là nhân loại hay là yêu thú hoặc các chủng tộc khác, thi thể của bọn họ đều được một cường giả thần bí thu đi, hơn nữa còn hảo hảo an táng, để cho linh hồn của bọn họ có thể an nghỉ, hơn nữa còn có thể được chuyển thế. Trước kia ta cho rằng đây là lời đồn, không nghĩ tới ngài thực sự tồn tại. Mạc lão cười cười, sau đó liếc mắt nhìn Dương Diệp một bên, nói. Vốn dĩ ta muốn bồi dưỡng hắn trở thành người thủ mộ kế nhiệm, nhưng sau ta lại phát hiện,
đại lục sau này đã không cần có người thủ mộ. Điêu Hoàng trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Xác thực là đã không còn cần. Nói xong, Điêu Hoàng liếc mắt nhìn Dương Diệp một bên, sau đó nói. Nếu hắn là đệ tử của ngài, ta đây đương nhiên sẽ không ra tay với hắn, cáo từ. Nói xong, Điêu Hoàng một lần nữa hạ thấp người thi lễ với Mạc Lão, sau đó liền biến mất tại chỗ. Điêu Hoàng đi rồi, Dương Diệp lúc này mới lên tiếng nói. Mạc Lão, đây à? Đúng vậy, từ đầu đến cuối, Dương Diệp đều rất ngu ngơ, Điêu Hoàng cùng Mạc Lão rõ ràng không biết nhau, thế nhưng Điêu Hoàng lại khách khí như thế với Mạc Lão, điểm này thực sự là không bình thường. Người muốn hỏi hắn vì sao lại khách khí với ta như vậy sao? Mạc Lão cười nói. Dương Diệp gật gật đầu. Bởi vì có cường đại như hắn thì sau này cũng có khả năng cần ta thay hắn nhặt xác đó. Mạc Lão cười cười, nói. Thiên Lộ được xưng là cường giả mộ địa. Ha ha, ta hiện tại nói với ngươi chuyện này để làm gì, đi thôi, trở lại chiến trường cổ đi, mẫu thân ngươi sẽ gặp kiếp nạn, mà lúc này ngươi còn không chưa có năng lực thay nàng gánh kiếp nạn. Đi đi, cố gắng trở nên mạnh mẽ, bằng không thì không chỉ có mẫu thân ngươi, ngươi, muội muội của ngươi cùng với vô số người đều sẽ phải chết. Dương Diệp còn muốn hỏi thêm điều gì, thế nhưng đúng lúc này, trời đất một hồi quay cuồng, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Sau khi ý thức của hắn thanh tỉnh trở lại, hắn đã có mặt ở chiến trường cổ. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn chung quanh một hồi, giờ này khắc này, hắn mê man, không phải là vì lạc đường, mà là vì nội tâm mê mang. Kỳ thật nguyện vọng đời này của Dương Diệp hắn rất đơn giản, chính là cùng người nhà ở bên nhau, để cho người nhà sống qua những ngày tốt lành, sau đó cứ như vậy bình an đến hết đời này. Quyên tỉnh trưởng thiên hạ, say trên đầu gối mỹ nhân, trường xanh bất lão, vang danh thiên hạ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này. Thực sự, cho tới nay, yêu cầu của hắn không nhiều lắm, chỉ là muốn sống một đời bình thường. Nhưng yêu cầu đơn giản này, giờ này khắc này, đối với Dương Diệp hắn mà nói, không thể nghi ngờ là còn khó hơn so với lên trời. Tuy nhiên cũng may, thật lâu trước đây hắn đã hiểu đạo lý kia. Tâm tình mê man chỉ trong một cái mắt, dù sao thì hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn, chính là dùng kiếm trong tay giết hết tất cả những kẻ đã không để cho hắn sống một đời bình thản. Về phần có bao nhiêu kẻ như vậy, đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Hiện tại với hắn mà nói, trên đời chỉ có hai loại người, thân nhân và địch nhân. Thân nhân thì phải thủ hộ, còn địch nhân thì đương nhiên phải giết sạch, nếu như trên đời đều là địch thì hắn sẽ giết hết người trong thiên hạ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thực lực. Hiện tại, chuyện hắn muốn làm chính là cố gắng để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ thì mới có thể thủ hộ người khác cũng như giết người, nếu không có thực lực thì nói được cái gì. Tại chỗ do dự một hồi, Dương Diệp cuối cùng không lựa chọn trở về Nam Vực. Tuy rằng hắn hiện tại hận không thể giết sạch sẽ Bách Hoa Cung từ trên xuống dưới, nhưng hắn biết rõ, lúc này nếu du như hắn trở về, không chỉ không cứu được mẫu thân mà còn là tự dâng bản thân lên. Lúc này hắn nào đã có thể chống lại Bách Hoa Cung? Nhìn ngón tay đã bị chặt đứt trên tay phải của chính mình, Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn sát ý thô bạo đang dậy sóng trong nội tâm, sau đó thân hình khẽ động, bay vút theo hướng Tây Nam. Hiện tại, hắn muốn đi tìm Cửu U Hàn Phong. Cửu U cũng được xưng là mộ địa của Minh Thần, bởi vì năm đó Minh Thần của Minh Vực được chôn cất tại nơi đó. Vài vạn năm trước, chiến trường cổ đã từng thường xuyên phát sinh đại chiến, trong những trận đại chiến ấy, vô số cường giả đã vẫn lạc, Minh Thần chính là một người trong số đó. Nơi Minh Thần chết, tử khí vô tận tràn ra, ngàn dặm chung quanh lập tức hóa thành xích địa, chính là biến thành Cửu U của hiện tại. Mỗi một năm khi tới Tiềm Long Bảng, đều có vô số huyền giả tới Cửu U. Bởi vì nơi này có thể nói là chỗ tu luyện tốt nhất, ngoài Tiềm Long Tháp. Hàn Phong tại đây không chỉ có thể kích thích huyền khí mà còn có thể thốt luyện thân thể, còn có một điểm trọng yếu nhất, chính là Cửu U này có một loại U Linh, những U Linh này đều được sinh ra từ tử khí minh thần, thôn vệ những U Linh này có thể tăng cường linh hồn. Tăng cường linh hồn, đối với huyền giả nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ gì, là sức hấp dẫn không thể cự tuyệt. Không chỉ đối với huyền giả nhân loại, đối với ma tộc cùng yêu thú cũng đều là hấp dẫn chí mệnh nhất, đặc biệt là người minh vực. Bản thân bọn họ đã là linh hồn thể, thực lực mạnh hay yếu hoàn toàn quyết định bởi linh hồn mạnh hay yếu, thôn phệ u linh, tăng cường linh hồn,
ngoài Tiềm Long Tháp ra, có thể nói Cửu U là chỗ tu luyện tốt nhất cho minh vực bọn họ. Cho nên trước mỗi lần Tiềm Long bảng, huyền giả khắp cả minh vực cơ hồ đều tới Cửu U. Trước mặt Dương Diệp là một mảnh đất dường như đã bị thiêu đốt tới đen kịt, phóng tầm mắt ra xa, mọi chỗ đều là như thế. Rõ ràng là giữa trưa, lúc này bầu trời trên mảnh đất ấy lại là mây đen rậm rạp, nhưng áng mây đen này dường như có một loại lực lượng kỳ dị, ngăn cản hết thảy ánh nắng mặt trời. Một cỗ hàn phong thổi tới trước mặt Dương Diệp, thoáng chốc, Dương Diệp chau mày, bởi vì cỗ hàn phong này khiến cho linh hồn hắn khó chịu một hồi. Gió này không nhằm vào thân thể, mà là nhằm vào linh hồn. Không dám khinh thường, Dương Diệp tâm niệm vừa động, một đám kiếm ý tán ra, xua tan đi những hàn phong này. Đồng thời, lúc này sắc mặt hắn cũng là cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn nếu như hắn đoán, không nhầm, những hàn phong này có lẽ đều tràn ra từ linh vật Cửu U hàn phong kia. Chỉ là một cơn gió tràn ra mà đã mạnh mẽ hung hãn đến như thế, vậy thì bản thể đem sẽ kinh khủng đến mức độ nào? Có khủng bố hơn nữa cũng phải đi tìm. Hít sâu một hơi, Dương Diệp thi triển xuất thân pháp, vọt nhan về phía xa. Muốn tìm Cửu U hàn phong, rất đơn giản, phương nào hướng gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh thì cứ đi về hướng phương đó. Bỗng dưng, Dương Diệp dừng bước lại, bởi vì trước mặt hắn chợt lơ lửng một chùm sáng màu xanh lá. Chùm sáng màu xanh lá này ước chừng lớn bằng cái đầu của một người trưởng thành, toàn thân nó toát ra một màu xanh lá tinh khiết, trong đó ẩn chứa năng lượng, làm cho tim Dương Diệp đập thình thịch. Cảm giác tâm động này đến quá bất ngờ, chỉ là ngay giây phút hắn nhìn thấy chùm sáng màu xanh lá này, Dương Diệp đã có một loại trực giác, chính là, chùm sáng này có lợi cho hắn. Oanh! Đúng lúc này, một đạo đao khí đột ngột xuất hiện, bổ vào chùm sáng màu xanh lá kia, một tiếng hành khẽ vang, chùm sáng màu xanh lá ẩm ẩm bạo liệt, vô số điểm nhỏ màu xanh lá bay ra từ trong đó. Lập tức, một bạch phát nữ tử đột nhiên xuất hiện ở chỗ chùm sáng màu xanh lá đằng kia, sau đó há mồm hấp thụ, hút toàn bộ những điểm sáng màu xanh lá vào trong miệng. Bạch phát nữ tử hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc say mê, sau nửa ngày, hình như còn nhớ rõ bên cạnh có người, nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Lần đầu tiên tới, Dương Diệp phục hồi tinh thần, nhìn về phía bạch y nữ tử. Bạch phát nữ tử ước chừng 20 tuổi, dung nhan cực đẹp, một đầu tóc bạch cũng vẻn vẹn không hề giảm thấp dung mạo của nữ tử, ngược lại còn tăng thêm một vẻ đẹp khác thường cho nữ tử. Bên hông bạch phát nữ tử treo một thanh loan đao hình tròn, loan đao rất mỏng, cũng rất ngắn, nhưng cũng không khác biệt lắm với những thanh dài hơn một chút. Dương Diệp phát hiện ra, từ khi bạch phát nữ tử xuất hiện, tay trái của bạch phát nữ tử vẫn nắm lấy chuôi loan đao kia, chưa từng bỏ ra. Đây là một thói quen, hay là đối phương phòng bị chính mình? Xác thực là lần đầu tiên. Dương Diệp hồi đáp, đến từ cổ vực thành. Bạch phát nữ tử hỏi câu nữa. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nói. Ta đã trả lời ngươi hai câu hỏi, không phải ta cũng có thể hỏi người một câu chứ? Ngươi nói. Bạch phát nữ tử liếc Dương Diệp, kiệm lời như vàng. Thứ vừa rồi là cái gì? Dương Diệp hỏi. Linh hồn thể. Linh hồn thể, đó là một linh hồn. Dương Diệp nhíu mày hỏi. Bạch phát nữ tử nhàn nhạt liếc Dương Diệp, nói. Đây đã là câu hỏi thứ hai. Dương Diệp, ngươi đến từ cổ vực thành. Bạch phát nữ tử lại lên tiếng hỏi. Dương Diệp gật gật đầu. Cổ vực thành có một người, tên Dương Diệp, ngươi có biết hắn? Không. Lời nói của bạch phát nữ tử làm hắn giật mình. Dương Diệp sững sờ, hắn chăm chú liếc nhìn nữ tử, hắn xác định mình. Không biết nữ tử trước mắt này, chẳng lẽ thanh danh của mình đã vang? Rồi như vậy. Có biết hay không? Thấy Dương Diệp sửng sốt, lông mày kẻ đen của bạch phát nữ tử cau. Lại hỏi một lần nữa. Dương Diệp cổ quái liếc nhìn nữ tử, sau đó gật gật đầu, nói. Có biết, ân, người tìm hắn có việc. Giết hắn. Bạch phát nữ tử nói. Vì cái gì? Dương Diệp thốt ra, lúc này Dương Diệp thấy oan quá, trời cao chứng giám, hắn tuyệt đối không biết nữ tử trước mắt này, hắn cũng tin tưởng đối phương tuyệt đối không biết hắn, bằng không thì sao hắn đã đứng ngay trước mặt đối phương mà đối phương lại còn không nhận ra. Đã như vậy, vấn đề là, nữ nhân này tại sao lại muốn giết hắn? Bạch phát nữ tử liếc Dương Diệp, không trả lời, sau đó liền xoay người rời đi. Thấy thế, Dương Diệp sững sờ, cao lãnh như vậy.
Không do dự, Dương Diệp vội vàng đuổi theo. Đùa chứ, việc này phải làm cho ra ngô ra khoai, tuy là hắn không ý kỵ phiền toái nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người ta tới tìm phiền toái. Hơn nữa lại còn là cường giả như Bạch Phát nữ tử tới tìm phiền toái. Ân, đao khí lúc trước của Bạch Phát nữ tử mang theo ngũ trọng đao ý đó. Bạch Phát nữ tử dừng bước lại, quay người nhìn Dương Diệp, nói. Làm cái gì? Dương Diệp bị câu hỏi trực tiếp này làm cho đơ ra, một hồi lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, sau đó nói. Cái kia, ta muốn hỏi, người tại sao lại phải giết Dương Diệp vậy? Nghe mấy lời lúc trước ngươi nói, các ngươi hình như là không biết nhau đi. Có phải là có hiểu lầm ở đâu hay không? Bạch Phát nữ tử lắc đầu, nói. Ta không giết hắn thì sẽ phải gả cho hắn, ta không muốn gả cho hắn, cho nên chỉ có thể giết hắn. Cái gì? Dương Diệp kinh ngạc tới thiếu điều giơ chân, nói. Gả cho hắn, vì cái gì? Ông trời ơi, lúc này Dương Diệp cảm giác đại não của mình không đủ. Dùng. Cha ta nói. Bạch Phát nữ tử nói. Cha ta bình thường sẽ không mắc sai lầm, chỉ là ta thực sự không muốn gả cho hắn, bằng không người trở về cổ vực thành bảo hắn đừng tham gia tiềm long bảng gì đó, mau trở về Nam vực, sau đó vĩnh viễn. Đừng đến cổ vực thành, có được không? Dương Diệp càng thêm mông lung, đập đập đầu, Dương Diệp nói. Cái kia, ta đã hiểu chút, người muốn giết Dương Diệp, là vì cha ngươi nói muốn gả ngươi cho Dương Diệp. Mà ngươi lại không muốn gả cho Dương Diệp, cho nên mới muốn giết hắn, là thế này phải không? Bạch Phát nữ tử gật gật đầu. Ta có thể hỏi chút không, cha ngươi vì sao lại muốn gả ngươi cho Dương Diệp? Dương Diệp lúc này là dở khóc dở cười. Vậy mà lại có người muốn gả con gái mình cho hắn. Ông trời, đến tột cùng là vị đại thần nào lại có tâm tính thiện lương như vậy? Bạch Phát nữ tử nói. Cũng không phải là nói bắt buộc phải gả cho Dương Diệp, cha ta chỉ nói là muốn ta gả cho Kiếm Hoàng đương đại, mà tên Dương Diệp kia đã là kiêm ý ngũ trọng, lại là kiêm tâm thông minh, cho nên. Nhớ đâu Dương Diệp lại không thể trở thành Kiếm Hoàng thì sao? Dương Diệp nói. Vậy thì người chẳng phải là giết nhầm người sao? Như vậy, người không thấy áy náy trong lòng sao? Nhưng hắn là kiếm tâm thông minh. Ai nói kiếm tâm thông minh thì sẽ nhất định trở thành kiếm hoàng. Dương Diệp đánh gãy lời nói của nữ tử, nói. Kiếm tâm thông minh chính là kiếm hoàng sao? Không hề nha, còn có, nếu như kiếm tâm thông minh nhất định có thể trở thành kiếm hoàng thì cha ngươi sẽ trực tiếp gả ngươi cho Dương Diệp chứ sẽ không nói là gả ngươi cho kiếm hoàng, đúng không? Lông mày kẻ đen của Bạch Phát nữ tử khẽ nhíu lại, suy tư. Đúng rồi, có thể hỏi chút không, cha ngươi là ai? Dương Diệp đột nhiên nói. Nghe vậy, Bạch Phát nữ tử mạnh mẽ nhìn về phía Dương Diệp, đao ý toàn thân dũng mãnh phun ra, nhưng khi đã sắp đâm tới người Dương Diệp, những đao ý này lại đột nhiên tuôn trở lại trong cơ thể Bạch Phát nữ tử. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp một lần nữa biến chuyển. Bởi vì hắn không thể làm được như vậy. Nữ tử có chút ngốc nghếch trước mắt này đến tột cùng là ai? Không thể nói cho ngươi biết. Bạch Phát nữ tử bỏ lại những lời này, liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nàng xoay người đi. Lúc này đây, nàng hiển nhiên là không muốn dây dưa cùng Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, thân hình nàng đã ở xa hơn vài chục trượng. Dương Diệp thoáng do dự, sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, thúc giục tật phong hoa, hóa thành một đạo hắc tuyến đuổi theo. Cũng không phải hắn muốn quấn chặt lấy Bạch Phát nữ tử, chỉ là việc này thật sự có điểm quỷ dị, hắn cảm thấy có âm mưu gì đó đang nhằm vào hắn. Rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không nói lên được, chỉ là một loại cảm giác. Dần dần, mặt sắc Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, với tật phong hoa dưới sự gia trì của thần hành phù, vậy mà khoảng cách giữa hắn với Bạch Phát nữ tử lại không chỉ không rút ngắn mà ngược lại còn càng ngày càng xa, từ vài chục trường mà hiện tại đã thành hơn 30 trường. Không chỉ có như thế, Bạch Phát nữ tử dường như còn miễn dịch với Hàn Phong tại nơi này, cửu U Hàn Phong một điểm cũng không ảnh hưởng tới nàng, còn hắn thì lại cần không ngừng thúc giục kiếm ý chống cự Hàn Phong. Nếu như là bình thường thì đương nhiên là không có gì, đơn giản chính là tiêu hao thêm một chút huyền khí. Nhưng hiện tại, chút tiêu hao ấy lại vô cùng chí mạng. Bạch Phát nữ tử này đến tột cùng là ai? Mặc dù không đánh một trận với đối phương nhưng Dương Diệp tin tưởng. Thực lực của Bạch Phát nữ tử này tuyệt đối không kém Tam Kiệt Trung Vực, thậm chí, so Tam Kiệt Trung Vực chỉ có mạnh hơn chứ không có yếu hơn.
Còn có vị phụ thân trong miệng Bạch Phát nữ tử kia là ai? Vì sao đối phương lại muốn nàng gả cho kiếm hoàng đương đại? Kiếm hoàng là mình, cũng có thể không phải là mình. Nếu như không phải là mình thì còn tốt, nhưng nếu như là chính mình thì đối phương làm vậy là có chủ ý gì? Nghĩ một hồi lâu, Thủy Chung không có đáp án. Lắc đầu, Dương Diệp không nghĩ nữa, nhìn Bạch Phát nữ tử phía trước càng ngày càng xa, Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, nếu như không nghĩ ra được biện pháp khác, cứ tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đuổi kịp đối phương. Nghĩ đến tận đây, Dương Diệp trầm ngâm một hồi, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời. Cho tới nay, hắn dường như đã quên mất một chuyện, chính là ngự kiếm thuật có thể ngự kiếm phi hành. Trước kia, ngự kiếm thuật tiêu hao huyền khí quá mức khủng bố, với thực lực tiên thiên cảnh, nếu hắn thi triển ngự kiếm thuật thì được không bằng mất. Nhưng hiện tại, hắn đã là vương giả cảnh, huyền khí trong cơ thể đã bỏ xa so với lúc còn là tiên thiên cảnh, hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để thi triển ngự kiếm phi hành sao. Nghĩ vậy, Dương Diệp không do dự nữa, tâm niệm vừa động. Một thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang ở ngang người hắn, Dương Diệp thả người nhảy lên, đáp xuống trên thân huyền kiếm, sau đó tâm niệm vừa động, huyền kiếm đã hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía xa. Bành! Bởi vì đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Dương Diệp phản ứng không kịp, cho nên kiếm đã bay ra ngoài mà người Dương Diệp thì lại rơi xuống, nặng nề nện trên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Tuy nhiên cũng may, thân thể hắn cường hãn. Chút va chạm ấy chẳng có hề hấn gì đối với hắn mà nói. Đứng dậy, Dương Diệp rất là hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện ra, ngự kiếm phi hành thực sự không còn là mơ nữa. Tuy là hắn bị rơi xuống, nhưng đây chẳng qua là bởi hắn chưa thích ứng được, còn ngự kiếm thuật thì thực sự có thể ngự kiếm phi hành, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thích ứng được tốc độ kia. Một canh thần trôi qua, tuy rằng cứ hết lần này tới lần khác té xuống từ trên huyền kiếm, thế nhưng khoảng cách giữa Dương Diệp cùng Bạch Phát nữ tử đã càng ngày càng gần. Chỉ có điều, ngự kiếm phi hành tiêu hao huyền khí khiến cho Dương Diệp nhìn không được cảm thấy có chút xấu hổ, nếu không phải hắn mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu đá năng lượng thì e là huyền khí trong cơ thể hắn sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Bỗng dưng, Bạch Phát nữ tử dừng lại, quay người nhìn Dương Diệp đang đứng trên thân kiếm như lung lay sắp đổ, trong đôi mắt dần hiện ra một cỗ kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Đợi Dương Diệp tới gần, đứng ở trước mặt nàng, nàng mới nói. Ngự kiếm phi hành thuật của ngươi rất tinh diệu, hình như là dùng tâm niệm khống chế phải không? Dương Diệp nặng nề hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Bạch Phát nữ tử gật gật đầu, liếc Dương Diệp, sau đó nói. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng mà đừng đi theo ta nữa. Phía xa là Minh Thần Chi Mộ, chỗ đó hàn phong sẽ càng ngày càng mạnh. Linh hồn của ngươi không chịu được nhiều hàn phong xâm nhập đâu. Hơn nữa, chỗ đó có lẽ sẽ có rất nhiều gia hỏa minh vực, nếu như bị bọn họ phát hiện ra, bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi không sợ bọn họ sao? Dương Diệp hỏi. Công kích của bọn họ rất là quỷ dị, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bạch Phát nữ tử lắc đầu, nói. Bọn họ đánh không lại ta. Dương Diệp. Bạch Phát nữ tử nhìn Dương Diệp. Sau đó xoay người chuẩn bị đi, Dương Diệp vội vàng nói. Chúng ta có thể kết bạn cùng đi không? Ngươi biết đấy, ta lần đầu tiên tới đây, nếu như đi linh tinh thì sẽ rất nguy hiểm. Ngươi có chút yếu. Bạch Phát nữ tử nói thẳng thừng. Nếu là gặp phải những người minh vực kia, ta cũng không có cách nào cứu ngươi, trở lại cổ vực thành đi. Nếu không thì đi tìm huyền giả nhân loại lập tổ đội. Mặt mày Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, hắn yếu sao? Được rồi, đối với rất nhiều người, hắn đúng là rất yếu. Nhưng mà so trong cùng giai, hắn tuyệt đối không thể tính là kẻ yếu. Thế mà nữ tử trước mắt này lại nói hắn yếu, lúc này Dương Diệp có chút muốn đánh tay đôi với đối phương rồi đấy. Có điều nghe xong mấy câu cuối cùng của đối phương, trong lòng hắn lại thấy có điểm không vui. Thực lực của nữ tử thực lực rất cường hãn, có chút ngốc tới đáng yêu, thế nhưng tâm địa lại không tệ. Dương Diệp đang chuẩn bị nói gì? Đột nhiên, Bạch Phát nữ tử trước mặt hắn nhướng mày, sau đó một đạo hàn quang sáng như tuyết chợt lóe lên. Keng! Một âm thanh kim thiết đứt gãy thanh thúy vang vọng, chỉ thấy phía trước Dương Diệp, ba cái kim châm cực mảnh rơi tại chỗ. Nhìn ba cái kim châm này, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, quay người nhìn về phía một gã nam tử đầu chọc cùng một nữ tử cực kỳ diễm lệ chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào ở đằng xa. Hiểu Vũ Tịch, người lại phá hư chuyện tốt của ta.
Nam tử đầu chọc nhìn bạch phát nữ tử, mặt âm trầm nói. Bạch phát nữ tử nói. Mạc Cuồng, đều là nhân loại, cần gì phải như thế? Cần ngươi xen vào việc của người khác chắc. Nữ tử Diễm Lệ bên cạnh Mạc Cuồng đột nhiên cất giọng the thé nói. Hiểu Vũ Tịch, hiểu ra ngươi cùng Mạc ta ra trước giờ nước giếng không phạm nước sông, thế mà sau khi đến chiến trường cổ này, ngươi lại đã nhiều lần ngăn trở huynh muội chúng ta, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Bạch phát nữ tử liếc mắt nhìn hai người, trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Mạc gia huynh muội, các ngươi nếu muốn giết ta, cần gì phải tìm những cái cớ vô vị như vậy? Đã mời ai tới giúp đỡ thì đều kêu ra đi. Ha ha! Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang vọng cất lên, lập tức, một gã nam thanh niên cầm trường đao trong tay quỷ dị xuất hiện ở giữa sân, nam thanh niên nam thoáng dò xét Hiểu Vũ Tịch một hồi, sau đó nói. Không hổ là người hiểu ra, xem ra ngươi đã sớm phát hiện ra chúng ta, độc lão quái, sát vô huyết, không cần trốn nữa, xuất hiện đi. Nói xong, một gã nam tử thân mặc lục bào cùng một gã nam tử thân mặc hắc bào xuất hiện ở sau lưng bạch phát nữ tử, lục bào nam tử dò xét liếc nhìn Hiểu Vũ Tịch, trong mắt bắn ra một tia dâm ý, nói. Chậc chậc, thật sự là một nhân vật giống thần tiên mà, Mạc gia huynh muội, chúng ta đã nói thi thể của nàng sẽ thuộc về ta đó nha, ha ha. Khoái đao bạch phong, phong lưu độc y độc lão quái, một kiếm vô huyết sát vô huyết. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn ba người, nói. Không nghĩ tới Mạc gia huynh muội lại mời được cả các ngươi đến. Có thể nói, thanh danh của ba người này tại khắp đại lục huyền giả không thua kém gì trung vực tam kiệt, chỉ có điều thanh danh của ba người này là tiếng xấu mà thôi. Khoái đao bạch phong đã từng lấy thực lực vương giả cảnh thất phẩm, dùng đao pháp mỗi hơi thở phóng ra ngàn đao để tra tấn hành hạ một cường giả linh giả cảnh không có sức kháng cự cho tới chết. Từ sau trận chiến ấp, bạch phong có được cái danh khoái đao. Một hơi thở suốt ngàn đao. Đao pháp như vậy, đừng nói là từ mình thể nghiệm, chỉ nghe thôi đã khiến cho người ta sợ hãi. Độc y độc lão quái, nghe danh đã thấy rõ ràng là tiếng xấu, bởi vì hắn chuyên môn gian dâm nữ tử, nhưng lại không phải còn sống mà là đã chết. Thực lực của độc lão quái không phải đặc biệt mạnh, nhưng hắn có một tay nghề độc công thần bí khó lường, khiến cho người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Hắn đã từng vì gian dâm tiểu thiếp của một gã thành chủ mà bị vị thành chủ này ra trọng thưởng kêu gọi đuổi giết. Dưới cơn giận dữ, hắn thần không biết quỷ không hay mà độc chết toàn bộ trăm vạn nhân khẩu của tòa thành kia. Từ đó về sau, hắn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, chưa từng xuất hiện lại. Đương nhiên, không phải là vì hắn muốn biến mất, chỉ là vì lúc ấy hành vi của hắn đã chọc giận một vài cấp cường giả ra mặt liên thủ đuổi giết hắn, hắn không thể không biến mất. Về phần sát vô huyết, giết vô huyết là một sát thủ, có thể nói hắn là một truyền kỳ của giới sát thủ. Bởi vì hắn chỉ vượt cấp ám sát người ta, hay nói cách khác, hắn chỉ tiếp nhận nhiệm vụ ám sát kẻ nào có cảnh giới cao hơn hẳn một giai. Theo thống kê sơ bộ, hắn đã từng dùng thực lực của vương giả cảnh ám sát 100 cường giả linh giả cảnh. Chỉ là lần này, hắn vậy mà tại đến ám sát Hiểu Vũ Tịch cùng giai với hắn. Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch ngưng trọng, bởi vì đối thủ của nàng có thực lực rất mạnh, hơn nữa nhân số còn rất nhiều. Dương Diệp thì lại bình tĩnh vô cùng. Bởi vì hắn căn bản không biết những người này. Đương nhiên, cho dù có biết thì cũng sẽ không vì vậy mà sợ hãi. Ta rất ngạc nhiên, Mạc gia huynh muội đến tột cùng đã ra một cái giá lớn đến đâu, còn mời được cả ba người các ngươi xuất đầu. Hiểu Vũ Tịch nói, đương nhiên là một cái giá lớn làm chúng ta tâm động. Bạch Phong cười lạnh nói, Hiểu tiên tử, đều nói ngươi là đao tôn tương lai của đại lục, đối với điều này, ta rất là không phục. Đã sớm muốn so tài với ngươi, xem đến tột cùng ai mới là đao tôn tương lai, hôm nay rốt cục đã có cơ hội. Bạch Phong, ta mời ngươi tới cũng không phải là để cho ngươi tranh danh tiếng với nàng. Lúc này, Mạc Cuồng một bên trầm giọng nói. Ta biết rõ ngươi tâm cao khí ngạo, cho là đạo sách của mình không thua kém bất luận kẻ nào, nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết, từ một năm trước, đạo ý của nàng đã đạt tới lục trọng đỉnh phong. Bằng không thì ta cũng sẽ không trả một cái giá lớn đến vậy để mời ba người các ngươi cùng tới. Nghe xong lời Mạc Cuồng nói, tất cả mọi người trong trang đều biến sắc, ngay cả Dương Diệp cũng khiếp sợ. Hiếu Vũ Tịch trông ngốc manh thế, vậy mà tại mạnh như vậy. Trong một năm thành tựu lục trọng đỉnh phong, nghĩ vậy, Dương Diệp liền có chút xấu hổ, khó trách đối phương lúc trước nói hắn có chút yếu, thì ra không phải là đối phương ăn nói tung tung,
mà là người ta là có tư cách nói thế. Lục Trọng Đao ý đỉnh phong. Những lời này làm cho sắc mặt của Bạch Phong trở nên khó coi, phải biết rằng, hắn đã được xem như là cấp thiên tài đao đạo, thế mà hiện tại hắn cũng mới chỉ là ngũ trọng đao ý mà thôi. Người ta thì một năm trước đã là lục trọng đao ý đỉnh phong, thật sự là mất mặt mà. Không hổ là chuẩn đạo tôn. Một bên, Sát Vô Huyết đột nhiên trầm giọng nói. Nguyên lai ta không muốn đối địch với người, nhưng đáng tiếc thay, ta không cách nào cự tuyệt thù lao mà bọn họ ra giá, cho nên, người vẫn nên chết đi thôi. Nói xong, Sát Vô Huyết đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ngay trước người Hiểu Vũ Tịch. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo hàn quang chợt lóe lên, một tiếng xùy khẽ vang, thân hình Sát Vô Huyết lại trở về chỗ cũ, chỉ có một điều bất đồng, lúc này tại cổ của hắn đã xuất hiện một vết máu mờ mờ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong tràng một lần nữa biến sắc. Đặc biệt là Bạch Phong, bởi vì một giao tùy tiện vừa rồi của Hiểu Vũ Tịch vậy mà lại còn nhanh hơn hẳn khi ở thời điểm đỉnh phong nhất. Hiểu Vũ Tịch nhìn về phía Mạc Gia huynh muội, sau đó chỉ Dương Diệp, nói. Đây là ân oán giữa nhà ta cùng nhà ngươi, không quan hệ gì với hắn, thả hắn rời đi được chứ? Không thể. Người lên tiếng là Bạch Phong, chỉ thấy Bạch Phong mặt mày âm trầm nói. Chư vị, chúng ta năm người liên thủ đối phó một nữ tử, nếu truyền ra ngoài, mọi người còn lăn trên đại lục sao được đây? Cho nên, tiểu tử này phải chết. Đúng vậy. Độc lão quái một bên tán thành, nói. Tên gia hỏa này không thể còn sống mà rời đi. Bằng không, nếu để cho người hiểu ra biết được, nửa đời sau chúng ta có khả năng sẽ phải sống trong sự đuổi giết vô cùng vô tận. Sát Vô Huyết không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Dương Diệp. Đôi lông mày kẻ đen của Hiểu Vũ Tịch khẽ nhíu một cái, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thật có lỗi, liên lụy ngươi, đợi chút nữa nếu có cơ hội, ngươi hãy bỏ chạy. Dùng ngự kiếm chi thuật tinh diệu của ngươi, muốn chạy trốn thì vẫn có cơ hội. Ngươi muốn đánh tay đôi với 5 người bọn họ. Dương Diệp kinh ngạc hỏi. 5 người phía đối phương, mỗi một người đều là vương giả cảnh đỉnh phong, hơn nữa mỗi người đều có thể vượt cấp khiêu chiến, nữ tử trước mắt này lại muốn đánh tay đôi với đối phương. Cứ cho là lục trọng đao ý thì nàng cũng không thể tùy hứng như vậy đi. Đao giả sao có thể lùi bước? Lông nghi của Hiểu Vũ Tịch nảy lên, nói. Dương Diệp nghiêm nghị kính nể, nói. Tuy rằng ta không tán thành hành vi của ngươi, nhưng không thể không nói, hành vi của người đáng để cho ta tôn kính. Nói đến đây, Dương Diệp quay người nhìn về phía Mạc Cuồng, nói. Lúc trước 3 cây kim châm kia là của ngươi đi. Đúng thì thế nào? Mạc Cuồng hung dữ nói. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta hay sao? Đúng vậy. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nói. Ta dùng thực lực vương giả cảnh ngũ phẩm thách người đấu tay đôi, ngươi có dám hay không? Mọi người sững sờ. Mạc Cuồng phục hồi tinh thần, sau đó cười to, cười một lát, sau đó nói. Ngươi thách đấu ta, rác rưởi vương giả cảnh ngũ phẩm thách ta đấu tay đôi. Tiểu tử, ngươi xứng sao? Ngươi chỉ cần nói là có dám hay không thôi. Dương Diệp nhàn nhạt nói. Trong mắt Mạc Cuồng hiện lên một vòng sát ý xâm lãnh, ngay khi hắn muốn động thủ thì nữ tử Diễm Lệ bên cạnh hắn kia đột nhiên đứng ra, nói. Ca ca. Chỉ là một gã huyền giả vương giả cảnh ngũ phẩm, cần tới ngươi động thủ sao? Nói xong, thân hình nàng khẽ động, lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau khi tới trước mặt Dương Diệp, nàng không động thủ mà lại khiêu vũ. Y phục của nữ tử rất hở hang, chỉ mặc vài món đồ bằng lụa mỏng. Lụa mỏng bao phủ mấy bộ vị quan trọng, kỳ thật có thể nói rằng lụa mỏng có cũng như không có, bởi vì lụa này mỏng đến mức trong suốt. Xét trên phương diện nào đó thì nữ tử này chẳng khác gì như đang không mặc quần áo. Dáng người của nữ tử rất đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ, tăng thêm điểm hấp dẫn như ẩn như hiện này, quả thực là làm cho người ta huyết mạch phun trương. Vũ điệu của nữ tử nóng bỏng đến cực điểm, còn làm ra một vài động tác cực kỳ chọc người, nhìn tới mức mấy nam nhân ở đây đều huyết mạch phun trương. Đương nhiên, đây không phải một vũ khúc đơn giản. Khi nữ tử bắt đầu khiêu vũ, tràng cảnh trong mắt Dương Diệp cũng bị biến đổi. Cung điện xa hoa, mỹ nhân khỏa thân, hoan ca tiếu ngữ, rượu thịt ngập tràn. Thiên ma vũ. Nhìn thấy vũ điệu này, sắc mặt mọi người ngưng trọng, bởi vì này vũ khúc này đã từng làm cho một gã cường giả hoàng giả cảnh lâm vào ảo cảnh mà không có cách nào tự kềm chế.
là cường giả hoàng giả cảnh đó. Có thể trở thành cường giả hoàng giả cảnh cũng đồng nghĩa với việc tâm trí sao có thể yếu nhược được, thế mà trước Thiên Ma Vũ lại vẫn bị trầm mê. Có thể nói như này, chỉ cần là người thì cơ bản là không có khả năng ngăn cản được Thiên Ma Vũ. Đương nhiên, công pháp có mạnh mà người thi triển lại yếu thì cũng sẽ không có tác dụng gì. Cho nên, độ mạnh yếu của Thiên Ma Vũ cũng được quyết định một phần dựa trên chuyện người thi triển mạnh hay yếu. Mạc Cuồng một bên rất là yên tâm, bởi vì trong đám người cùng giai, hắn còn chưa thấy qua có ai lại có thể chống cự lại vũ khúc của muội muội hắn. Hiểu Vũ Tịch cũng nhận ra lai lịch của vũ khúc này, khi nhìn thấy hai mắt Dương Diệp dần dần mất đi phương hướng, lông mày nàng không khỏi nhíu một cái. Ngay khi nàng muốn động thủ thì đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, suy, một tiếng, cái đầu của nữ tử hãy còn đang bày ra một tư thế diễm lệ đã mang theo một cỗ máu tươi bay ra ngoài. Mọi người ngây ra như phỗng. Nhìn cặp mắt trợn to trên gương mặt diễm lệ của nữ tử, Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử này thật sự là không biết sống chết, vậy mà lại thi triển loại ma thuật này ở trước mặt hắn. Lục trọng sát lục kiếm ý, lại là kiếm tâm thông minh, hắn sẽ trúng chiêu ma thuật của đối phương hay sao? Ít nhất thì nữ nhân trước mắt này không thể. Một bên, Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp một cái thật sâu, không nói gì. Dương Diệp múa múa thanh kiếm trong tay, nhìn về phía Mạc Cuồng, nói. Lời ta vừa nói vẫn còn hữu hiệu, chúng ta đánh tay đôi đi, như thế nào? Mạc Ngữ. Mạc Cuồng đột nhiên gầm lên một tiếng giống giận dữ tựa như dã thú gào thét, nghe thấy lời Dương Diệp nói, lập tức giận dữ hét. Ngươi giết muội muội ta, a hát a hát a hát, ta muốn giết toàn tộc ngươi. Nói xong, thân hình Mạc Cuồng khẽ động, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Ánh mắt của Dương Diệp triệt để lạnh như băng, đời này hắn ghét nhất kẻ khác uy hiếp người nhà của hắn. Mạc Cuồng trước mắt hắn, hôm nay sẽ phải chết. Không chút do dự, Dương Diệp rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí kim sắc kích xạ ra, đạo kiếm khí này nhanh như tia chớp. Kiếm ý ngũ trọng. Sắc mặt của ba người Bạch Phong kịch biến, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới huyền giả mới vương giả cảnh ngũ phẩm trước mắt vậy mà đã lĩnh ngộ kiếm ý ngũ trọng. Còn Hiểu Vũ Tịch một bên thì lại rũ mắt xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy một kiếm này, Mạc Cuồng vừa vọt tới trước người Dương Diệp chợt thấy giật mình, thân hình đang mãnh liệt bắn ra vội vàng dừng lại, sau đó thét to một tiếng, bổ một chưởng về phía kiếm khí kim sắc của Dương Diệp. Oanh! Một tiếng nổ lớn cất lên vang vọng, sau khi tiếng vang qua đi, sắc mặt của ba người Bạch Phong ở một bên lại một lần nữa biến hóa. Bởi vì lúc này nơi ngực trái của Mạc Cuồng chẳng biết từ lúc hơn nào đã xuất hiện một lỗ kiếm. Ngươi đến tột cùng là ai? Mạc Cuồng nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Ngươi đoán xem. Dương Diệp khẽ cười một tiếng, nói. Khua đần mặt Mạc Cuồng một hồi dữ tợn, thiếu chút nữa nhìn không được lại động thủ. Nghe đồn Nam Vực xuất hiện kiếm hoàng, không đến 20 tuổi đã lĩnh ngộ được kiếm ý ngũ trọng, hắn cọc là kiếm tâm thông minh. Lúc này, Sát Vô Huyết đột nhiên nói. Chắc hẳn chuẩn kiếm hoàng đó chính là ngươi đi. Lúc trước Mạc Ngữ còn thi triển Thiên Ma Vũ ma thuật trước mặt kiếm tâm thông minh ngươi, ha ha, nàng thật sự là chết không nhắm mắt mà. Ngươi chính là Dương Diệp. Mạc Cuồng kinh ngạc nói. Dương Diệp liếc nhìn đám người, sau đó nói. Kỳ thật ta là người không thích phiền toái, ta rất không muốn gây thù kết oán với người khác, nhưng mà không có biện pháp, tên gia hỏa Mạc Cuồng này không nói hai lời đã hạ tử thủ với ta, còn các ngươi thì lại càng là muốn giết ta diệt khẩu. Không có biện pháp, đã như vậy, ta đây chỉ có thể động thủ giết các ngươi. Cuồng vọng. Bạch Phong một bên lạnh lùng nói. Dương Diệp, người cho rằng ngươi là ai? Một kiếm tu bỏ đi của khu man hoang rác rưởi, người thực sự nghĩ ngươi vô địch. Chúng ta ở đây chẳng có ai là không có thể vượt cấp khiêu chiến, người muốn vượt cấp giết chúng ta. Thật sự là một mộng tưởng cuồng dại. Chậc chậc, chuẩn kiếm hoàng, chuẩn đạo tôn, kiếm hoàng đao tôn vậy mà lại ở cùng một chỗ. Chậc chậc, giết các ngươi, chúng ta nhất định dương danh đại lục, ha ha. Một bên, Lục Bào lão quái cười quái dị nói. Dương Diệp nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Chuyện của chúng ta đợi sau này hãy tính, hiện tại liên thủ với nhau đã, như thế nào? Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Được, cùng tiến lên. Lúc này, Mạc Cuồng ra mệnh bệnh. Ai nha? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên cảm thán một tiếng, sau đó nói. Bảo các ngươi đánh tay đôi cơ mà, không nên quần đả.
Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Ra đi. Nói xong, tay phải Dương Diệp vung lên, bảy đầu huyền thú tập tức xuất hiện. Ngao, âu âu âu. Bảy đầu huyền thú cùng một lúc gầm lên một tiếng, sau đó ánh mắt lộ ra hung quang mà nhìn về phía đám người Mạc Cuồng. Chúng đang đói khát khó nhịn. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có đám người Mạc Cuồng, mà ngay cả Hiểu Vũ Tịch một bên cũng khiếp sợ. Sát! Dương Diệp không chút do dự ra mệnh lệnh. Nói xong, bảy đầu huyền thú vương cấp đỉnh phong không chút do dự mà đánh về phía đám người Mạc Cuồng. Ha ha, lục lão quái ta không phụng bồi, ha ha. Đột nhiên, lục lão quái cười to vài tiếng, sau đó thân hình khẽ động, như chớp mà chạy về phía xa xa. Nghe thấy lời lục lão quái nói, Mạc Cuồng thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng mà đúng lúc này, Bạch Phong cũng đột nhiên nói. Mạc huynh, chuyện lần này ta bất lực, đi trước một bước, ngày khác lại hướng Mạc huynh tạ lỗi. Nói xong, hắn cũng khẽ động thân hình, hướng phía xa thiểm lược mà đi. Sắc mặt Mạc Cuồng khó coi, nhìn về phía Sát Vô Huyết, kẻ cuối cùng còn lại. Ngươi cũng đi sao? Sát Vô Huyết gật gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, quỷ dị mà biến mất tại chỗ. Mạc Cuồng. Dương Diệp không có truy đuổi ba người kia, bởi vì có truy cũng đuổi không kịp, dựa vào thực lực của đối phương, đánh không lại thì trốn chạy vẫn đủ thoát thân. Dưới sự chỉ huy của hắn, bảy đầu huyền thú vương cấp cùng bao vây Mạc Cuồng, lúc này Mạc Cuồng xem như đã là có chạy đằng trời cũng không thoát. Ha ha! Mạc Cuồng đột nhiên cười lớn, nhìn Hiểu Vũ Tịch nói. Nếu như ta là ngươi thì hiện tại ta sẽ đuổi theo lục bào lão quái. Ngươi còn không biết sao, ngay tại giây phút đầu tiên mà hắn xuất hiện, hắn đã hạ hương khí trong không khí ở đây, Hiểu tiên tử, ngươi có lẽ đã ngửi phải rồi đó. Ha ha! Nghe được lời Mạc Cuồng nói, Hiểu Vũ Tịch biến sắc, sau đó hai mắt khép hờ. Sau nửa ngày, hai con người mạnh mẽ mở ra, trong mắt là một đám sát ý xâm lãnh rõ ràng, rút đao chém, một đạo đao khí tuyết trắng vạch không gian, lập tức đi tới trước mặt Mạc Cuồng, xuyên qua trước ngực hắn. Sắc mặt Dương Diệp kịch biến. Đao ý thất trọng. Trước khi chết, Mạc Cuồng khó có thể tin nổi mà thấp giọng nói một câu. Sau khi dùng một đao miểu sát Mạc Cuồng, thân hình Hiểu Vũ Tịch khẽ động. Hóa thành một cái bóng trắng, bắn mạnh về phía mà lục lão quái vừa chạy trốn. Tốc độ nhanh như tia chớp, những nơi nàng đi qua đều sinh ra từng tiếng xé gió bén nhọn. Dương Diệp khẽ vẫy tay phải, thu về trong tay đái nạp trên tay. Mạc Cuồng cùng Mạc Ngữ, sau đó thân hình hắn cũng khẽ động, đuổi theo Hiếu Vũ Tịch. Bởi vì ngay khi Hiếu Vũ Tịch rời đi, hắn đã phát hiện ra thần sắc Hiểu Vũ Tịch rất không đúng, liên tưởng đến những lời mà lục bảo lão quái lúc trước nói. Dương Diệp không do dự mà nhanh chóng đuổi theo. Tuy rằng không biết cái thứ hương kia là loại độc gì, thế nhưng thứ có thể làm cho Hiểu Vũ Tịch khẩn trương như thế thì chắc hẳn cũng không phải là một loại độc đơn giản. Hiểu Vũ Tịch cùng hắn, có khả năng đã bị trúng độc, lúc này không truy đuổi lục bảo lão quái đòi độc y thì chỉ sợ chút nữa đã hóa muộn. Tuy hắn không hề cảm thấy thân thể có gì không khỏe, thế nhưng hắn không dám khinh thường. Dưới thân ngự kiếm, tốc độ của Dương Diệp có thể nói là cực nhanh. Rất nhanh đã đuổi kịp Hiểu Vũ Tịch. Lúc đuổi kịp Hiểu Vũ Tịch, sắc mặt Dương Diệp một lần nữa biến đổi. Bởi vì trước mặt Hiểu Vũ Tịch, lục bảo lão quái kia đang tê tâm liệt phế mà kêu thảm. Lúc này lục bảo lão quái đã bị chém đứt tứ chi, còn Hiểu Vũ Tịch thì lại vẫn một mực huy đao trên người lục bảo lão quái. Mỗi một lần nàng vung loan đao lên thì trên người lục bảo lão quái lại phun ra một tia tơ máu. Chỉ chưa đến mấy hơi thở. Trên người lục bảo lão quái đã xuất hiện mấy ngàn vết đao mảnh như lông tóc. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, nội tâm rùng mình. Hắn không nghĩ tới nữ tử trước kia có chút ngốc manh này vậy mà lại tàn nhân đến thế, không chút nào thua hắn. Hiểu Vũ Tịch dừng tay lại một hồi, nhìn lục bảo lão quái tới cả mặt cũng đều bị vết đao che kín, trầm giọng nói. Không có giải dược, tiện nhân, người có bản lĩnh thì giết ta đi. Ahat 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 ahat. Lục bào lão quái gầm thét quát ầm lên, trước kia hắn đã nghe qua chuyện phanh thây xé xác, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua, hiện tại hắn đã được tự mình cảm nhận. Một đạo hàn quang chợt lóe lên, giải được. Hai con mắt của lục bào lão quái lập tức biến thành màu huyết hồng. Ahat ahat. Bị Hiểu Vũ Tịch chọc mù hai mắt, lục bào lão quái lập tức điên cuồng kêu thảm, quát ầm lên. Tiện nhân, người có bản lĩnh thì giết ta đi. Người giết ta đi ahat ahat.
Trong mắt Hiểu Vũ Tịch chợt lóe lên một đạo hàn quang, thủ đoạn khẽ động, hai lỗ tai của lục bào lão quái lập tức bay ra ngoài. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Dương Diệp hơi co rút, nữ nhân này thật quyết đoán. Lục bào lão quái lại kêu lên thảm thiết một hồi tê tâm liệt phế, sau nửa ngày, hắn đột nhiên nói. Hương này là do hơn ngàn loại xuân dược cùng trên trăm loại can trường linh thảo chế tác mà thành, trừ nam nữ giao phối, căn bản là không có thuốc nào chữa được. Ha ha, Hiểu tiên tử, người băng thanh ngọc khiết, có lẽ còn chưa từng cùng nam nhân hoàn hảo qua đi. Ha ha, hôm nay người sẽ được nếm tư vị nam nhân, ha ha. Xuy, nương theo một cỗ máu tươi, đầu của lục bào lão quái bay ra ngoài. Sau khi dùng một kiếm chém giết lục bào lão quái, Hiểu Vũ Tịch khép hờ hai mắt, huyền khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động, một cỗ đạo ý lăng lệ vô cùng ác liệt không ngừng từ trong cơ thể nàng hung bạo tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhướng mày, lúc trước bị thảm trạng của lục bào lão quái hấp dẫn, hắn không có chú ý tới Hiểu Vũ Tịch, hiện tại nhìn thần sắc của Hiểu Vũ Tịch, hắn mới phát hiện, tình huống của Hiểu Vũ Tịch rất là không ổn. Bởi vì lúc này sắc mặt của Hiểu Vũ Tịch đã đỏ bừng, như là sắp đốt cháy. Hơn nữa thân thể mềm mại của nàng lại đang run rẩy rất khẽ. Ngươi sao vậy? Dương Diệp hỏi. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch mạnh mẽ mở hai mắt ra, nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ngươi vì sao lại không có việc gì? Cái gì không có việc gì? Dương Diệp có chút mơ hồ. Ngươi vì sao không có trúng độc? Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức tỉnh ngộ, đúng vậy, tại sao mình không có trúng độc? Vì sao lại không trúng? Rất nhanh, Dương Diệp đã nghĩ đến một khả năng, chính là Tiểu Tuyền. Từ Tiểu Tuyền ra, hắn thật sự không nghĩ được tới khả năng nào khác. Người đi đi. Đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói. Nghĩ đến lời nói lúc trước của lục bào lão quái, Dương Diệp liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, thấp giọng thở dài, sau đó liền xoay người vọt đi về phía xa, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của Hiểu Vũ Tịch. Cũng không phải hắn lãnh huyết. Chỉ là lúc này Hiểu Vũ Tịch đã giấy lên sát cơ với hắn, nếu như hắn còn ở chỗ này, Hiểu Vũ Tịch chắc chắn sẽ không để ý tất cả mà chém giết hắn. Dương Diệp hắn cũng sẽ không làm mấy chuyện làm phước phải tội. Nhìn thấy Dương Diệp rời đi, tia thanh minh cuối cùng trong mắt Hiểu Vũ Tịch cũng tiêu tán, đúng lúc tia thanh minh cuối cùng ấy tiêu tán, loan đao trong tay nàng đột nhiên giãy giụa, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về phía cần cổ của nàng mà vuốt qua. Cương liệt vô cùng. Chấm chấm chấm. Trong một sơn động bị che khuất, nhìn Hiểu Vũ Tịch trước mắt, Dương Diệp lắc đầu cười cười, thấp giọng nói. Không nghĩ tới Dương Diệp ta cũng có một ngày làm người tốt. Lúc trước hắn đương nhiên là không rời đi, hắn vẫn là có hảo cảm đối với nữ tử có chút ngốc manh này. Nếu như không có năng lực cứu đối phương thì sẽ chẳng còn gì để nói, thế nhưng ai bảo hắn lại có năng lực cứu đối phương cơ chứ? Vẫn là câu nói kia, nhiều thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn là nhiều thêm một địch nhân. Đặc biệt là tại chiến trường cổ này, khi mà mọi người đều căm thù hắn. Nhiều thêm một cường giả bằng hữu, đối với hắn mà nói, trên thực tế là rất quan trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có hảo cảm đối với đối phương. Bằng không thì chuyện hắn làm cũng sẽ không phải là cứu người mà là mượn gió bẻ măng. Lắc đầu, Dương Diệp chậm rãi đi đến trước mặt Hiểu Vũ Tịch. Nhìn khuôn mặt mang vẻ thống khổ của Hiểu Vũ Tịch, hô hấp của Dương Diệp trì trệ. Nhìn kỹ một hồi, hắn mới phát hiện ra dung nhan của Hiểu Vũ Tịch vậy mà cũng không thua kém gì Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt. Ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ, phối hợp với một đầu tuyết trắng, vẻ đẹp của nữ tử trước mắt có chút khác biệt, lại không thể phủ nhận, thật là hấp dẫn người ta. Ngăn chặn những tơ tưởng trong nội tâm, bàn tay của Dương Diệp chậm rãi dán tại phần bụng của Hiểu Vũ Tịch, sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Một tia huyền khí màu vàng chậm rãi truyền vào trong cơ thể của Hiểu Vũ Tịch. Một canh giờ sau, Hiểu Vũ Tịch chậm rãi mở hai mắt ra, trước là khẽ giật mình, sau đó thân hình ngay lập tức khẽ động, vội vàng nhìn về phía thân thể của mình. Khi nhìn thấy quần áo trên người mình vẫn còn nguyên vẹn, nàng lập tức thả lỏng một hơi, lúc này mới nhìn về phía Dương Diệp đang ngồi dưới đất, nói. Là ngươi cứu ta? Trừ ta ra thì còn có người khác sao? Dương Diệp cười nói. Đa tạ. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó chần chờ, hỏi. Ngươi cứu ta như thế nào vậy? Bí mật. Dương Diệp cười nói. Đây là độc môn bí phương của ta, không thể nói cho ngươi biết. Dù sao hiện tại người đã không có việc gì, hơn nữa cũng không bị chiếm tiện nghi,
đây mới là trọng điểm, không phải sao? Hiểu Vũ Tịch gật gật đầu, sau đó đi đến và ngồi xuống trước mặt Dương Diệp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nhìn tới mức khiến Dương Diệp một hồi mất tự nhiên. Dương Diệp nói, sao lại nhìn ta như vậy, trên mặt ta có hoa à? Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, nói, không có hoa, chỉ là muốn nhìn xem kẻ mà cha ta muốn gả ta đi đến tột cùng có bộ dạng gì, tuy là tướng tá ngươi không được tốt lắm nhưng phẩm hạnh của người vẫn là không tệ, không có làm ra chuyện dậu đổ bìm leo. Cái gì là tướng ta không được tốt lắm cơ? Dương Diệp trở mình trợn trắng mắt, ra hỏa trước mắt không biết nói chuyện uyển chuyển một chút sao. Dương Diệp nói, ngươi một mực nói đến phụ thân ngươi, ta rất ngạc nhiên, phụ thân người đến tột cùng là người nào vậy? Vì cái gì hắn nhất định phải gả ngươi cho kiếm hoàng đương đại vậy? Ân, chuyện trước tiên cần làm rõ là, có người nói ta tuyệt đối không phải là kiếm hoàng, cho nên kẻ mà người phải gả cho sẽ tuyệt đối không phải là ta. Ngươi đã tới kiếm ý lục trọng. Hiểu Vũ Tịch hỏi. Dương Diệp không có giấu giếm, gật gật đầu. Hơn nữa ngươi lại còn là kiếm tâm thông minh, đúng không? Hiểu Vũ Tịch một lần nữa hỏi. Dương Diệp một lần nữa gật gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Hiểu Vũ Tịch nói. Kiếm ý lục trọng, lại là kiếm tâm thông minh, trong đám kiếm tu mà ta quen biết, một vài người bọn họ đã lĩnh ngộ kiếm ý ca cô hơn ngươi, thế nhưng lại không phải kiếm tâm thông minh, cho nên kiếm hoàng đương đại không phải là ngươi thì sẽ không có ai có thể. Về phần cha ta là ai, thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết, bởi vì nếu như ngươi biết rõ thì ngươi sẽ không có lợi. Dương Diệp nhún nhún vai, sau đó phóng ra một đám sát lục kiếm ý. Khi nhìn thấy sát lục kiếm ý, lông mày kẻ đen của Hiểu Vũ Tịch cau lại, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, khó hiểu nói. Sao lại có thể, ngươi là kiếm tâm thông minh, nhưng lại là sát lục kiếm ý, ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nói. Điều này chứng minh ta không phải là kiếm hoàng đương đại, cho nên, ngươi cũng đừng giết ta, có được không? Ta không giết người, người khác cũng sẽ giết ngươi. Hiểu Vũ Tịch nói, chuyện chúng ta giết Mạc Gia huynh muội chỉ sợ lúc này Mạc Gia đã biết rõ, bọn họ có lẽ đã phải cường giả đến chiến trường cổ rồi. Đến thì đến thôi. Dương Diệp không thèm để ý, nói. Chỉ cần kẻ đến không phải là cường giả tôn giả cảnh thì chúng ta cần phải sợ sao? Ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói. Dương Diệp ngẫm lại, sau đó chân thành đáp. Rất mạnh. Trừ hồn u cùng ma kha ra, ngươi là người mạnh nhất mà ta đã từng thấy. Kẻ mà bọn họ phải tới e là sẽ chỉ có mạnh hơn ta mà thôi. Hiểu Vũ Tịch nói. Nội tình của những gia tộc lánh đời người há lại có thể tưởng tượng nổi. Gia tộc lánh đời. Dương Diệp cau mày nói. Đó là cái gì, so với cửu phẩm tông môn còn mạnh hơn. Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu, nói. Cũng không thể nói là so với cửu phẩm tông môn còn mạnh hơn. Nhưng cũng không thể nói là yếu hơn cửu phẩm tông môn. Có lẽ ngươi đã từng nghe qua huyết mạch chi lực đi. Dương Diệp gật gật đầu, hắn đương nhiên đã nghe qua, bởi vì chính tiểu gia hỏa đã có được huyết mạch chi lực. Gia tộc lánh đời chính là gia tộc có được huyết mạch của thánh giả. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Phàm là cường giả đã trở thành thánh cảnh, huyết mạch hậu đại của hắn đều biến dị, có lực lượng đặc thù thần bí khó lường. Không chỉ có vậy. Tốc độ tu hành so với người bình thường còn nhanh hơn rất nhiều, giống như là có thiên phú vậy. Thứ người khác tu luyện một năm đạt được thì bọn họ có lẽ chỉ cần một tháng là có thể đạt được. Những gia tộc lánh đời này, ví dụ như Mạc Gia huynh muội lúc trước, tổ tiên của bọn họ cũng đã từng có người là cường giả thánh cảnh. Thế sao bọn họ lại yếu như vậy? Dương Diệp khó hiểu nói. Ngươi xem, ta một kiếm đã miểu sát được Mạc Ngữ, mà ngươi một đao đã miểu sát được Mạc Cuồng. Huyết mạch chi lực hình như cũng không phải là rất mạnh. Hiểu Vũ Tịch nheo mắt, sau đó nói. Bọn họ khinh địch, hơn nữa bọn họ cũng không phải là đệ tử dòng chính của Mạc Gia, huyết mạch thánh cảnh có được cũng không tinh khiết, bằng không thì bọn họ cũng sẽ không phải ngay cả thiên phú thần thông cũng đều không lĩnh ngộ được. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi vẫn là nói xem bọn họ sẽ phái tới kẻ nào mạnh đến đâu đi, để ta chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ngươi không cần sợ hãi. Ta và ngươi sẽ cùng sống sót. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp sửng sốt. Dường như thấy lời mình nói có chút nghĩa khác, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch cũng có chút mất tự nhiên, nàng quay đầu đi, sau nửa ngày, bầu không khí có chút xấu hổ,
nàng mới nói. Mạc gia rất có thể sẽ phái Mạc Khinh Nhu đến, nếu như người đơn độc gặp phải nàng, tuyệt đối đừng cùng nàng giao thủ, nàng rất mạnh. So ngươi còn mạnh hơn? Dương Diệp hỏi. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, nói. Không biết, ta cùng với nàng chỉ mới giao thủ qua một lần, lần ấy cả hai bên đều không xuất ra toàn lực, cho nên ta cũng không biết ta cùng với nàng ai mạnh hơn. Ân, đúng rồi, nàng cũng chỉ dùng kiếm, hơn nữa năm ngoái cũng đã đạt tới kiếm ý thất trọng đỉnh. Phong, không chỉ có như thế, nàng còn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, thân pháp cùng kiếm pháp của nàng rất nhanh, rất khủng bố. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp co rút, đến tận bây giờ hắn mới chính thức hiểu cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Vốn dĩ hắn cho là thiên phú của mình ở trên phương diện kiếm đạo đã đủ yêu nghiệt rồi, bây giờ nghe xong mấy lời Hiểu Vũ Tịch nói, hắn mới biết được, nguyên lai hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thấy thần sắc của Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch cho là hắn đã bị đả kích, do dự rồi nói khẽ. Ngươi cũng đừng tự coi thường bản thân, tuy là cảnh giới kiếm ý của ngươi không cao được như nàng, nhưng ngươi nhưng lại là kiếm tâm thông minh, chỉ dự ha vào đó, trong đám người cùng giai, ngươi cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Không dám, đúng rồi, Mạc Gia huynh muội tại sao lại muốn đuổi giết ngươi? Tuy đã trêu chọc một phương cường địch nhưng Dương Diệp hắn lại không ý kỵ. Thất trọng kiếm ý, chắn không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn có chút nóng lòng muốn thử một lần, muốn cùng đối phương giao thủ một phen. Có thể giao thủ cùng một thiên tài kiếm đạo, bản thân hắn tất sẽ cảm ngộ được rất nhiều điều. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không có chút lợi ích nào cho ngươi đâu đấy. Vậy thì đừng nói. Dương Diệp cười nói. Được rồi. Hiện tại ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, ngươi biết thiên địa linh vật, cửu U Hàn Phong, ở đâu hay không? Sau khi nhìn thấy tình cảnh của mẫu thân, Dương Diệp liền có chút không thể chờ đợi thêm nữa, hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Nay hắn cũng coi như là đã chân chính hiểu ra một đạo lý, chính là, có được thực lực chẳng khác nào có được tất cả. Hiện tại, hắn thầm nghĩ phải làm như thế nào để trở nên mạnh mẽ. Hiểu Vũ Tịch nhướng mày, nói. Sao người lại biết cửu U Hàn Phong? Dương Diệp nói. Ta tất có biện pháp của ta, ngươi chỉ cần nói xem ngươi có biết hay không là được. Hiểu Vũ Tịch trầm mặc một hồi, sau đó nói. Nó có lẽ là trong Minh Thần Chi Mộ, bởi vì tất cả những Hàn Phong này đều là từ ói đến đó. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, chân thành nói. Ngươi tính đánh nhau với nó có phải không? Không hề giấu giếm, Dương Diệp gật đầu, nói. Ta cần nó. Hiểu Vũ Tịch chân thành nói, trong mộ thổi ra. Ngươi sẽ chết, cửu U Hàn Phong là vật chí âm chí hàn trong thiên địa, không chỉ có lực sát thương chí mạng, nó còn có thể đánh vào linh hồn. Ngươi muốn thu phục được nó, căn bản là không có khả năng. Không, có lẽ ngươi căn bản là không có cách nào tới gần bản thể của nó. Dương Diệp cười cười, nói. Ta cứ phải thử xem sao, bằng không thì ta sẽ không cam lòng. Nhất quyết muốn thử sao? Hiểu Vũ Tịch nhíu mày hỏi. Dương Diệp gật đầu. Vậy thì chúng ta cùng đi đi. Hiểu Vũ Tịch nói. Dương Diệp khẽ giật mình, khó hiểu nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không biết đường tới Minh Thần Chi Mộ. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó đứng dậy, chậm rãi đi ra phía bên ngoài sơn động. Tại chỗ, Dương Diệp sững sờ, đây là lý do kiểu gì vậy? Lắc đầu cười cười, thân hình khẽ động, Dương Diệp cũng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa hang, Dương Diệp đã một lần nữa sửng sốt, bởi vì ngay tại cửa hang, không biết từ lúc nào, đã đứng đầy gần 100 huyền giả nhân loại. Không chỉ có huyền giả nhân loại, còn có hơn 30 tên thanh niên ma tộc, trên mặt đất còn có hơn 10 cỗ thi thể, trong đó có ma tộc, thêm nữa còn có nhân loại. Khi nhìn thấy Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch, hơn 10 tên thanh niên ma tộc kia lập tức biến sắc. Bọn họ không biết Hiểu Vũ Tịch, nhưng Dương Diệp thì bọn họ có biết. Đây chính là kẻ có thể cùng lão đại của bọn họ so chiêu, tuy đáy lòng bọn họ xem thường nhân loại, thế nhưng bọn họ có cao ngạo cũng không thể không thừa nhận, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Diệp. Mà một bên huyền giả nhân loại thì lại thấy vui vẻ, có Dương Diệp ở đây, những ma tộc thanh niên này sao có thể khiến bọn họ sợ hãi? Có chuyện gì thế này? Dương Diệp hỏi Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn đám người đối diện, sau đó nói. Bọn họ hắn là đang tranh đoạt linh hồn thể. Dương Diệp, ồ, một tiếng, sau đó nói.
vậy chúng ta ở thôi. Nói xong, Dương Diệp quay người đi về phía khác, giúp những huyền giả này sao? Đừng có nói giỡn, Dương Diệp hắn cũng không ăn nhiều, những huyền giả nhân loại này sống hay chết nào có liên quan đếch gì tới hắn. Hắn cũng chưa quên thái độ ban đầu của những huyền giả nhân loại này khi còn ở cổ vực thành đâu. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp, không nói gì thêm, chỉ đi theo. Sau, cảm thấy Hiểu Vũ Tịch đã theo kịp sau lưng, Dương Diệp có chút ngạc nhiên, bởi vì dựa vào tính tình của Hiểu Vũ Tịch, nàng rất có thể sẽ ra tay cứu giúp những huyền giả nhân loại kia. Ấy vậy mà nàng lại không hành động, chỉ nghe theo lời mình nói rồi đi theo, nữ nhân này đến tột cùng là có chuyện gì vậy? Dương Diệp khó hiểu. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch cứ như vậy mà đi, đám người ma tộc cùng những huyền giả nhân loại kia lập tức sửng sốt. Cứ như vậy mà đi. Dương huynh chậm đã. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch càng đi càng xa, mọi người bên kia lập tức nôn nóng, một gã huyền giả nhân loại vội vàng đứng ra, gọi với theo Dương Diệp, nói. Dương huynh, ta là đệ tử chân truyền Lăng Phong của tứ phẩm tông môn Thiên Viện Tông tại Đông Vực. Lần này ta kết bạn với một vài bằng hữu nhân loại, cùng tới Cửu U rèn luyện, không nghĩ tới. Nam tử tên là Lăng Phong kia vẫn đang nói, Dương Diệp đột nhiên dừng bước lại, sau đó xoay người đánh gãy lời hắn nói, nói. Ngươi muốn ta ra tay giúp các ngươi, đúng không? Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó vui vẻ, nói. Đúng vậy, đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho Dương huynh ra tay không công, sau này chúng ta sẽ cấp cho Dương huynh một khoản thù lao thỏa mãn. Ồ, lông mi Dương Diệp nảy lên, khẽ cười nói. Thù lao gì? Thấy Dương Diệp có chút động tâm, Lăng Phong cùng với những huyền giả nhân loại phía sau hắn đều là một mặt vui mừng, Lăng Phong thoáng do dự một hồi, nói. 10 tấm phù lục trung phẩm, còn có 1000 viên đá năng lượng, như thế nào? Nghe thấy lời Lăng Phong nói, một vài người ở phía sau hắn lập tức không thoải mái. 1000 viên đá năng lượng ngược lại cũng không có gì. Mọi người cùng gom lại cũng sẽ đủ, nhưng còn 10 tấm phù lục trung phẩm, mọi người cũng có chút không muốn. Phải biết rằng, tuy bọn họ đều là đệ tử của một vài đại gia tộc cùng một vài đại tông môn, thế nhưng 10 tấm phù lục trung phẩm đối với bọn họ mà nói cũng là vô cùng trân quý. Muốn bọn họ hùn vốn, bọn họ đương nhiên vô cùng đau lòng. 10 tấm phù lục trung phẩm, 1000 viên đá năng lượng. Đây là đang bố thí lớn sao? Dương Diệp có chút im lặng, đang chuẩn bị lên tiếng. Lúc này, một gã nam tử đứng ra, nhìn hắn và dùng ngữ khí khó chịu mà nói. Dương Diệp, mọi người đều là nhân loại, vốn dĩ nên đoàn kết nhất trí, ngươi lại không biết xấu hổ, cứu người còn muốn thu thù lao hay sao? Đúng đấy, đều là nhân loại, Dương Diệp, giúp một tay, sau này mọi người cũng dễ nói chuyện. Ha ha, Dương huynh đệ, đợi giải quyết xong chuyện hôm nay, chúng ta hãy tới quán rượu, Dạ Bất Quy, tại cổ vực thành, không say không về. Như thế nào? Cứ như vậy đi, đợi giải quyết xong những tạp chủng ma tộc này, mọi người đều không say không về, ha ha. Nghe được lời những huyền giả nhân loại này nói, sắc mặt của hơn 10 tên thanh niên ma tộc trở nên khó coi. Lúc trước mặt bọn họ, những người này rất là e dè khiêm tốn, bây giờ nhìn bộ dáng đắc ý của bọn họ, cứ như là bọn hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ vậy. Nếu như không phải cố kỵ Dương Diệp một bên thì lúc này bọn họ đã sớm động thủ. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn đám người, sau đó trầm mặc, tuy nhiên trong mắt nàng lại hiện lên một vòng khinh thường. Dương Diệp im lặng, đúng vậy, triệt để im lặng. Hắn không nghĩ tới nhân loại vậy mà lại có nhiều kẻ vô sỉ không biết xấu hổ như vậy, những gia hỏa trước mặt này cho rằng Dương Diệp hắn là loại ngu xuẩn hay chính bọn hắn là loại ngu xuẩn vậy. Dương Diệp quét mắt liếc nhìn đám người, sau đó nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Đi thôi. Vốn dĩ hắn còn muốn ra tay giết những thanh niên ma tộc này, dù sao thì hắn cũng không có hảo cảm gì đối với ma tộc, giết những thanh niên ma tộc này còn có thể đạt được hảo cảm của những huyền giả nhân loại này. Thế nhưng sau khi nghe xong lời nói của những huyền giả nhân loại này, hắn quả quyết không còn tâm tư ấy nữa. Không, có lẽ hắn còn muốn làm thịt cả những huyền giả nhớ loại này ấy chứ. Tuy nhiên, Dương Diệp vẫn là không ra tay, cứ để cho những người này cắn qua cắn lại chẳng phải là rất tốt hay sao? Nhìn thấy Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch một lần nữa muốn rời đi, trong mắt Lăng Phong hiện lên một vòng âm lãnh, sau đó nhìn về phía đám người ma tộc, nói. Chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, những linh hồn thể kia tất sẽ bị Dương Diệp cướp lấy, chúng ta trước tiên liên thủ giải quyết hắn, sau đó lại tranh giành những kinh hồn thể này, như thế nào?
Nghe vậy, đám người ma tộc lập tức có chút động tâm. So với những huyền giả nhân loại này, bọn họ càng kiêng kỵ Dương Diệp hơn. Đợi chút nữa, nếu như cùng những huyền giả nhân loại này lưỡng bại câu thương, khi ấy Dương Diệp lại xuất hiện thì bọn họ có thể sẽ lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy, một gã thanh niên ma tộc cầm đầu nói. Có thể. Lúc này, Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch một lần nữa dừng bước lại, hai người quay người, Dương Diệp liếc mắt nhìn đám nhân loại đã kết minh cùng với đám thanh niên ma tộc, nói. Không thể không nói, Dương Diệp ta cũng thật là đủ xui xẻo, ra tay thì sẽ chọc phải phiền toái, không ra tay cũng lại sẽ bị gây phiền toái. Mẹ nó, các người nghĩ là bắt nạt ta dễ lắm hay sao? Nói xong, thân hình Dương Diệp đột nhiên biến mất tại chỗ, lập tức đi tới trước mặt nam tử tên Lăng Phong kia, sau đó rút kiếm ra chém. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên động thủ, mọi người trong tràng đều sững sờ. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà lại dám động thủ ngay trước mặt nhiều người như vậy. Khi Dương Diệp đã tới trước mặt Lăng Phong lập tức kinh hãi gần chết, bởi vì tốc độ của Dương Diệp thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản là không nhìn ra được quỹ tích chuyển động của thân hình Dương Diệp. Ngay lúc hắn chuẩn bị quay người trốn đi, đột nhiên, hắn cảm thấy cổ mình mát lạnh, sau đó không có sau đó nữa, đầu hắn bay ra ngoài. Một kiếm chém chết Lăng Phong. Dương Diệp cũng không nương tay, hắn mãnh liệt bắn vào trong đám huyền giả nhân loại kia, sau đó kiếm ý ngũ trọng dũng mãnh phun ra, trường kiếm tật vũ. Đã muốn giết, vậy thì giết cho đỉnh phong bất bại, giết cho sạch sẽ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Dương Diệp vậy là muốn làm gì? Hắn không sợ sẽ thành kẻ địch chung của tất cả huyền giả nhân loại hay sao? Không có thời gian nghĩ vấn đề này, bởi vì khi trường kiếm của Dương Diệp vung xuống, không đến mấy giây. Đã có thêm đầu của hơn 30 người dọn nhà, những huyền giả này đều trực tiếp bị một kiếm miểu sát. Sau khi Dương Diệp chém giết hơn 30 người, huyền giả nhân loại trong trang mới hồi phục tinh thần. Sau khi phục hồi tinh thần, mọi người liền như là phát điên mà chạy tứ tán về bốn phía. Bọn họ không lựa chọn đánh nhau, bởi vì lúc này Dương Diệp như là một sát thần vô địch, mỗi một lần trường kiếm của hắn huy động là sẽ lấy đi một tánh mạng. Tại còn có cả đám thanh niên ma tộc một bên. Những huyền giả nhân loại ấy sao dám khai chiến? Nhìn Dương Diệp đang điên cuồng hành hạ những huyền giả nhân loại kia cho đến chết, đáy mắt đám người ma tộc lập tức toát ra vẻ kiêng kỵ, sự tàn nhẫn cùng thực lực cường hãn của Dương Diệp làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Mà Hiểu Vũ Tịch thì liếc nhìn Dương Diệp thật sâu, nàng đã hiểu một chút về tính cách của Dương Diệp. Đây là một nam nhân sẽ không thỏa hiệp mà lại quyết đoán sát phạt. Dương Diệp cuối cùng cũng không có cách nào trụ sát toàn bộ những huyền giả nhân loại này, một vài huyền giả nhân loại dựa vào thân pháp cao giai của bản thân đã thừa lúc loạn lạc mà đào tấu. Dương Diệp, người chết chắc rồi, người chết chắc rồi. Đợi đến khi người trở thành kẻ địch chung của tất cả nhân loại, người sẽ chết chắc. Tông môn của ta sẽ báo thù cho ta, Dương Diệp, người chờ đó, ta muốn người sống không bằng chết. Dương Diệp, mối thù hôm nay. Ngày khác nhất định hoàn lại gấp trăm lần. Chấm chấm chấm. Nhìn những huyền giả nhân loại đang đào tẩu, Dương Diệp khinh thường cười cười. Một đám ô hợp, nếu như không phải vì muốn đi tìm Cửu U Hàn Phong thì hắn sẽ đuổi theo giết từng tên một, chém tận giết tuyệt những kẻ này. Nắm trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đám người ma tộc, trong mắt lóe lên hàn quang. Đúng lúc này, một gã thanh niên ma tộc cầm đầu đi tới. Ngón tay của thanh niên ma tộc này khẽ nhúc nhích. Ngay lập tức, từ trong một viên nạp giới trên tay hắn đột nhiên tuôn ra khoảng hơn 50 chùm sáng màu xanh lá. Làm xong tất cả, người thanh niên ma tộc này cùng những huyền giả ma tộc sau lưng hắn lập tức nhìn Dương Diệp. Lúc này, trong mắt những huyền giả ma tộc ấy không có sợ hãi cùng kiêng kỵ, có chỉ có quyết tuyệt. Đồ vật đã giao ra cả, nếu như Dương Diệp còn muốn động thủ thì bọn họ tất sẽ huyết chiến đến cùng. Liếc mắt nhìn những quang đoàn màu xanh lá, Dương Diệp thoáng do dự một chút, sau đó nhìn về phía đám người ma tộc, nói. Đi! Nghe vậy, mười mấy tên thanh niên ma tộc lập tức thở phào một hơi, tuy rằng bọn họ có nhân số đông, nhưng khi đối mặt với Dương Diệp, bọn họ vẫn là không có phần thắng. Dù sao thì Dương Diệp đã tới kiếm ý ngũ trọng đỉnh phong, hơn nữa, trọng yếu nhất là Dương Diệp còn có một con huyền thú phi hành, nếu đánh không lại thì người ta còn có thể chạy đó nha. Nhìn đám người ma tộc rời đi, Dương Diệp thầm thấy đáng tiếc, hắn đương nhiên là muốn giết sạch những gia hỏa ma tộc này, dù sao thì trên người bọn họ nhất định sẽ có không ít thứ tốt.
Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của những thanh niên ma tộc này, hắn biết rõ, nếu như muốn lưu lại bọn họ, Dương Diệp hắn nhất định sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Cái giá lớn ấy có khả năng sẽ tổn thất của hắn vài đầu huyền thú vương cấp đỉnh phong, dù sao thì Dương Diệp hắn cũng không phải là thần, hắn không có khả năng một mình đấu với cả đám huyền giả ma tộc ôm tâm tình chắc chắn phải chết. Những thanh niên ma tộc này có thể không so được với những huyền giả nhân loại kia, thế nhưng những huyền giả nhân loại khi gặp nguy hiểm tới tánh mạng, bọn họ sẽ chỉ nghĩ tới bản thân, sau đó tự mình trốn chạy để khỏi bị giết, bọn họ sẽ không quản xem những người khác sống chết ra sao. Thế nhưng những thanh niên ma tộc này sẽ không như vậy. Ánh mắt của bọn họ nói cho Dương Diệp hay, nếu như hắn động thủ, bọn họ sẽ đồng sanh cộng tử. Cũng chính bởi vì như thế, Dương Diệp mới không thể không lựa chọn thả bọn họ rời đi. Ngươi như vậy sẽ gây thù hằn với vô số người. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch một mực trầm mặc đột nhiên lên tiếng. Dương Diệp cười cười, vung tay lên, thu lại nạp giới của những huyền giả nhân loại bị hắn chém giết lúc trước, sau đó nói. Không sao cả, ta vốn chính là kẻ địch chung của lớp trẻ Nam Vực, có nhiều thêm mấy vực thì lại có hề gì. Hiểu Vũ Tịch trầm ngâm, sau đó liếc Dương Diệp, nói. Ta hiện tại cũng đã hiểu vì sao người lại không có khả năng trở thành kiếm hoàng, bởi vì kiếm hoàng sẽ không trở thành kẻ địch chung của mọi người. Cũng không sao cả. Dương Diệp cười nói. Ta chưa bao giờ muốn trở thành kiếm hoàng gì đó, ai muốn làm thì làm đi. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, trầm mặc không nói gì. Dương Diệp cũng không quản Hiểu Vũ Tịch, hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm, chính là xem xét chiến lợi phẩm. Hắn còn chưa xem xét nạp giới lúc trước khi giết Mạc Gia huynh muội cùng Lục Bào lão quái đạt được, hiện tại lại còn có cả nạp giới của những huyền giả nhân loại này, có lẽ hôm nay hắn đã thu hoạch được tương đối khá. Liếc mắt nhìn nạp giới của những huyền giả nhân loại lúc trước hắn giết, lúc thấy những đồ vật bên trong, Dương Diệp lập tức hít sâu một hơi. Thì ra trong những nạp giới này có khoảng hơn vạn viên đá năng lượng, trong đó còn có 3 tấm phù lục thượng phẩm, mà phù lục trung phẩm cũng có khoảng chừng mấy trăm tấm. Lúc trước những tên đó ra giá thù lao thật sự là đang đuổi ăn mày mà. Còn là không tình nguyện nữa. Cũng may mình không ra tay trợ giúp xô những tên đó, nếu không mình thật sự đã bị trêu chọc rồi. Lắc đầu, ánh mắt Dương Diệp rơi vào nạp giới của Mạc Gia huynh muội cùng Lục Bảo lão quái. Sau khi thẩm thấu tinh thần lực vào trong nạp giới của Mạc Gia huynh muội, Dương Diệp lập tức vui vẻ, bởi vì trong 2 viên nạp giới này lại có thêm chừng hơn 3 vạn viên đá năng lượng. Trong đó còn có 12 viên đá năng lượng cực phẩm. Không chỉ có như thế, bên trong còn có một bộ công pháp địa giai thượng phẩm Thiên Ma Vũ. Thiên Ma Vũ đối với hắn tuy là không có tác dụng gì, thế nhưng hắn có thể đem đi bán nha. Công pháp địa giai thượng phẩm tuyệt đối có thể bán với giá trên trời. Trừ bản công pháp thượng phẩm này ra, trong đó còn có một vài huyền kỹ địa giai hạ phẩm, tuy nhiên Dương Diệp lại không có hứng thú gì đối với mấy bản huyền kỹ này. Bởi vì hiện tại hắn chỉ có hứng thú với kiếm kỹ. Thu lại 2 viên nạp giới, Dương Diệp nhìn về phía nạp giới của Lục Bảo lão quái. Khi Dương Diệp vừa thúc giục nạp giới, đột nhiên, một cỗ sương mù màu hồng mạnh mẽ phun ra từ trong nạp giới, sau đó lập tức xâm nhập vào trong thân thế Dương Diệp. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch biến sắc. Ngay khi sắc mặt Dương Diệp biến hóa, trong cơ thể hắn đột nhiên giống như đang tự bốc cháy. Một cỗ tà hóa chậm rãi bốc lên, đặc biệt là ở vùng bụng lại càng như muốn thiêu đốt ngay lập. Tức, loại cảm giác này hình như có chút quen thuộc, Thập Vạn Đại Sơn, Tô Thanh Thơ. Nghĩ vậy, sắc mặt Dương Diệp một lần nữa biến đổi, thầm mắng. Mình chủ quan, sau đó vội vàng vận chuyển huyền khí màu vàng trong cơ thể. Thế nhưng đúng lúc này, toàn bộ những huyền khí màu vàng vốn ở trong đan điền bình thường của hắn lại đột nhiên bị hút vào trong thiếu tuyền. Dương Diệp sững sờ, tiểu tuyền phát điên cái gì vậy? Cảm thụ được thân thể càng ngày càng nóng rẫy, Dương Diệp có chút gấp gáp, vội vàng xuất ra mấy khối đá năng lượng bắt đầu hấp thu. Khi chuyển hóa đã năng lượng thành huyền khí, Dương Diệp rất vui vẻ, thế nhưng nét tươi cười trên mặt hắn còn chưa rõ ràng thì chỗ huyền khí vừa mới chuyển hóa thành đã một lần nữa bị tiểu tuyền ngay lập tức hút đi. Mẹ nó! Thấy một màn này, Dương Diệp nhịn không được chửi tục một câu. Thế nhưng hắn vừa chửi xong thì tiểu tuyền lại đột nhiên bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, sau đó, một cỗ lực hút kinh khủng mạnh mẽ tiến ra, thoáng chốc, lục phủ ngũ tạng của Dương Diệp đã vặn vẹo một hồi. A hát! Tiểu tuyền đột nhiên công kích hắn, khiến cho Dương Diệp không kịp đề phòng mà phát ra một tiếng hét thảm.
Thế nhưng chuyện còn chưa kết thúc, y phục trên người hắn vậy mà lại bốc cháy. Tuy nhiên, may thay thân thể hắn cường hãn, hỏa diễm căn bản là không tổn thương cơ được hắn. Chứng kiến một màn này, lông mày kẻ đen của Hiểu Vũ Tịch nhíu một cái. Nàng đương nhiên biết rõ Dương Diệp bị trúng độc gì, chỉ là nhìn bộ dạng Dương Diệp như vậy lại cũng không giống như chỉ là trúng độc mà thôi. Có vẻ như Tiểu Tuyền chỉ là muốn dạy dỗ Dương Diệp một chút, phát ra công kích một lần rồi liền dừng lại, cũng không tiếp tục công kích nữa. Thế nhưng huyền khí màu vàng cũng đã bị nó hấp thu sạch sẽ, một chút cũng không lưu lại cho Dương Diệp. Dần dần, hai mắt Dương Diệp trở nên đỏ thẫm, ý thức cũng bắt đầu dần mơ hồ, như là muốn biến thành một con dã thú. Bỗng dưng, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, trong mắt bắn ra một cỗ lửa nóng tham lam. Thấy bộ dạng này của Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch nhíu mày lại càng sâu, bàn tay cũng vô ý thức mà nắm chặt chuôi đao trong tay. Đi đi! Dương Diệp khàn giọng giống một câu với Hiểu Vũ Tịch, sau đó song trưởng mạnh mẽ đập ra, mượn nhờ lực của mặt đất mà chạy nhanh về một phía khác. Lúc này ý thức của Dương Diệp vẫn chưa hoàn toàn mơ hồ, hắn biết rõ, nếu như hắn tiếp tục ở lại chỗ này thì hắn tất sẽ không nhịn được mà ra tay với Hiểu Vũ Tịch. Thế nhưng hắn biết chắc, nếu như hắn dám ra tay với nữ tử này thì hắn tuyệt đối sẽ chết. Lúc này trong cơ thể hắn không có nửa điểm huyền khí, lại cộng thêm bộ dạng và trạng thái hiện tại, hắn sao lại có thể là đối thủ của Hiểu Vũ Tịch đã lĩnh ngộ đao ý thất trọng đây? Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn bảo đối phương rời đi, hơn nữa thừa lúc ý thức của chính mình còn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhanh chóng rời khỏi đối phương. Nghe thấy lời Dương Diệp nói, Hiểu Vũ Tịch sững sờ, khi nàng phục hồi tinh thần thì Dương Diệp đã biến mất trước mặt. Nhìn về phía Dương Diệp biến mất, Hiểu Vũ Tịch sững sờ nửa ngày, sau đó thấp giọng thở dài, lập tức thân hình khẽ động, nhanh chóng đuổi theo. Cổ vực thành. Dưới cửa thành cổ vực thành, một nữ tử váy xanh ngạo nghễ mà đứng, nữ tử váy xanh ây tiệc nhìn cô vực thành to lớn, sau đó lắc đầu, nói. Đây là nơi gọi là cổ vực thành, thì ra cũng chỉ có thế mà thôi, kém hơn nhà ta nhiều. Một gã huyền giả đang chuẩn bị vào thành nghe được lời mà nữ tử váy xanh nói, lập tức dừng lại, nói. Kém nhà của ngươi nhiều, khẩu khí thật là lớn nha, lần đầu tiên tới cổ vực thành phải không? Nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, cho ngươi một lời khuyên, làm người thì nên khiêm tốn một chút. Bên trong cổ vực thành đều là thiên tài đệ nhất của các vực, đừng trêu chọc người không nên trêu chọc. Bằng không thì ngươi sẽ không biết mình chết như thế nào đâu. Nữ tử váy xanh xoay người, nhìn người thanh niên này, nói. Xin hỏi thăm một người, ngươi có biết kẻ nào gọi là Dương Diệp hay không? Dương Diệp, huyền giả nhân loại kia nhướng mày, nói. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, hắn tuy hung hăng càn quấy nhưng thực lực tại là phi thường cường hãn, phải biết rằng, hắn có thể cùng. Trong tràng, một đạo kiếm quang thanh sắc chợt lóe lên, trên ngực huyền giả nhân loại này ngay lập tức xuất hiện một lỗ máu đỏ thẫm. Ngươi thật sự là nhiều lời. Nữ tử váy xanh lắc đầu, sau đó tay phải vung lên, thoáng chốc, dưới chân lập tức xuất hiện một thanh khí kiếm to lớn màu xanh. Ngón tay nàng khẽ động. Khí kiếm màu xanh lập tức phóng lên tận trời, không đến một giây đã biến mất ở dưới cổ vực thành. Nữ tử váy xanh vừa biến mất, một lão giả tóc trắng đã quỷ dị xuất hiện ở nơi mà nữ tử váy xanh lúc trước đứng, nhìn thoáng qua thanh niên huyền giả chết không nhắm mắt một bên, trong mắt lão giả tóc trắng lóe lên một vòng ngưng trọng, nói. Kiếm ý thất trọng đỉnh phong, lấy tâm ngự kiếm, phong chỉ ý cảnh. Không hổ là thiên tài yêu nghiệt nhất của Mạc gia, ai, lần tiềm long bảng tất có náo loạn. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chỉ cảm thấy đầu mình vô cùng nặng nề, bên trong như thể có khối chì. Lại qua một hồi, Dương Diệp dùng sức lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt là một mảnh đen kịt, một tia sáng cũng không có, bốn phía yên tĩnh im ắng. Dương Diệp nhướng mày, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, nhưng trong cơ thể lại giống tuếch, một tia huyền khí cũng không. Có. Nằm tại chỗ trầm mặc nửa ngày. Dương Diệp cố gắng hồi tưởng đến sự tình trước khi ý thức tiêu tán, hồi lâu sau, Dương Diệp cuối cùng cũng nhớ ra chuyện lúc trước. Đến tột cùng là ai đã cứu mình? Dương Diệp thầm nói một tiếng trong lòng, sau đó lớn tiếng nói. Hiểu cô nương, là ngươi sao? Bốn phía vẫn yên tĩnh như cũ, không có nửa tiếng động. Trầm ngâm một lúc, Dương Diệp đứng lên, nhưng hắn vừa đứng lên thì lại cảm thấy hai chân mềm nhũn, sau đó liền ngay lập tức ngã xuống. Khi thân thể của hắn sắp tiếp xúc với mặt đất,
một mùi hương thơm ngát bay tới, một đôi tay ôm lấy eo hắn. Bành, một tiếng vang nhỏ, một ánh lửa xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. Thời gian dần trôi, ánh lửa lan tràn, Dương Diệp đã thấy rõ chỗ hắn ở. Lúc này hắn đang ở trong một sơn động, mà người đỡ lấy hắn chính là Hiểu Vũ Tịch có mái đầu bạc trắng. Đỡ Dương Diệp dậy, Hiểu Vũ Tịch thu hồi hai tay, sau đó ánh mắt rời về phía khác, một lần nữa trầm mặc. Là ngươi đã cứu ta. Dương Diệp phá vỡ trầm mặc trước, hỏi. Hiểu Vũ Tịch không phản ứng lại, Dương Diệp có chút ngượng nghịu. Ngươi cứu ta như thế nào vậy? Ta nhớ rằng bên trong cơ thể ta cứ như là... Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch chẳng hiểu sao lại đỏ lên, sau đó quay đầu trừng Dương Diệp một cái, nói. Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng cứu ngươi một mạng, giữa chúng ta đã thanh toán xong. Chuyện khác ngươi cũng đừng hỏi, còn hỏi nữa, ta liền giết ngươi. Dương Diệp, ngươi lúc trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hiểu Vũ Tịch nói sang chuyện khác. Dương Diệp cũng không muốn dây dưa xem đối phương cứu mình như nào, dù sao thì điều đó giờ đều không trọng yếu. Dù sao thì hắn hiện tại vẫn còn sống. Hắn lập tức trầm ngâm một chút, sau đó nói. Ta gặp một chuyện, có khả năng tạm thời không đi tới Minh Thần Chi Mộ được. Mặc dù hắn không cần huyền khí cũng có sức chiến đấu, nhưng tại chiến trường cổ này, hắn không thể chủ quan một chút nào cả, bởi vì nơi này thật sự có quá nhiều cường giả, một chút chủ quan khinh địch thôi cũng sẽ phải trả giá bằng cái chết. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Không sao. Minh Thần Chi Mộ chỉ có thể mở ra vào ngày 15 tháng 7 hàng năm khi mặt trời xuống núi, cách ngày 15 tháng 7 vẫn còn 5 ngày nữa. Nói đến đó, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một chút, dừng lại một hồi rồi nói. Ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao huyền khí trong cơ thể ngươi ngay cả nửa điểm cũng không còn? Sao ngươi lại biết trong cơ thể ta không có huyền khí? Dương Diệp kinh ngạc nói. Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch lập tức có chút mất tự nhiên. Bỗng dưng một đạo hàn quang hiện lên, phanh, một tiếng vang nhỏ, một bên vách núi lập tức xuất hiện một vết đạo sâu không thấy đáy. Ngươi đừng quản. Hiểu Vũ Tịch rời ánh mắt về nơi khác, giọng điệu lạnh lùng nói. Dương Diệp giật giật khóe miệng, nữ nhân trước mắt này. Mặc dù nhục thân của ngươi cực kỳ cường hãn, thế nhưng nếu không có huyền khí, thực lực sẽ giảm đi nhiều, gặp phải huyền giả thì còn được, chứ nếu như gặp phải yêu nghiệt nhạy bén thì ngươi rất có thể sẽ mất mạng. Hiểu Vũ Tịch nhàn nhạt nói. Dương Diệp gật gù, nói. Ta đương nhiên là hiểu được, cho nên ta tạm thời không có cách nào đi tới Minh Thần Chi Mộ, ta phải giải quyết vấn đề của bản thân trước. Ngươi nếu như có việc bận thì cứ đi trước đi. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, sau đó cánh tay vung lên, mười mấy chùm sáng lục sắc xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói. Ngươi ăn những linh hồn thể này đi, rất tốt cho sự tăng trưởng của linh hồn cùng kiếm ý của ngươi. Tốt cho kiếm ý sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Ngươi nói những linh hồn thể này có thể gia tăng kiếm ý. Có thể tăng cường kiếm ý. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Kiếm ý mạnh hay yếu có quan hệ nhất định với việc linh hồn mạnh hay yếu. Linh hồn càng mạnh thì kiếm ý sẽ càng được ngưng luyện. Không chỉ như vậy, linh hồn càng mạnh thì tinh thần lực sẽ càng mạnh. Tinh thần lực càng mạnh thì khi thao túng kiếm ý ngươi lại càng có thể đắc tâm ứng thủ. Hắn là người đã từng thấy cách ta thao túng đao ý đi. Dương Diệp gật đầu, nghĩ đến lần trước Hiểu Vũ Tịch điều khiển đao ý, Dương Diệp không thể bình tĩnh nổi, bởi vì hắn rốt cuộc đã tìm được một phương pháp có thể giúp cho kiếm ý mạnh lên. Hấp thu những linh hồn thể này đi. Hiểu Vũ Tịch nói. Dương Diệp gật đầu, không chần chừ nữa, há mồm khẽ hút, thoáng chốc, những quang đoàn lục sắc kia lập tức bị hắn hút vào trong cơ thể. Khi những quang đoàn lục sắc này tiến vào trong cơ thể, toàn thân Dương Diệp lập tức cảm thấy một loại thoải mái không ngôn từ nào diễn tả được. Nửa ngày sau, Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Vẫn còn muốn. Hiểu Vũ Tịch hơi giật khóe mắt, nhàn nhạt nói. Hết rồi. Nghe vậy, Dương Diệp sững sờ, lập tức ngượng ngùng cười. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao những huyền giả nhân loại cùng đám người ma tộc kia lại muốn tranh đoạt linh hồn thể rồi. Nguyên lai thứ này tốt như vậy. Mặc dù hắn hiện tại không có cách nào thôi động kiếm ý, nhưng trực giác nói cho hắn biết, kiếm ý của hắn đã mạnh lên một chút. Nếu như không phải lúc này trong cơ thể hắn không có chút huyền khí nào, hắn hiện tại sẽ xông ra ngoài đánh cướp bốn phía. Nghĩ đến tình trạng trong cơ thể mình, Dương Diệp không khỏi nhíu mày, bởi vì lần này Tiểu Tuyền tựa hồ có chút khác thường, chẳng lẽ Tiểu Tuyền xảy ra vấn đề gì?
hay là nó lại cần một lượng lớn huyền khí như lần trước? Thấy Dương Diệp nhíu mày trầm tư, đôi mắt của Hiểu Vũ Tịch buông xuống, do dự một chút, sau đó đi ra ngoài phía cửa động, khi đi đến cửa động, bước chân nàng dừng lại, nói. Ngươi phải đề phòng những kẻ của Minh Vực, thủ đoạn của bọn hắn so với ngươi tưởng tượng còn muốn quỷ dị hơn nhiều, chớ khinh thường. Còn có, nếu như gặp phải người mà Mạc gia phái tới, tốt nhất tạm thời đừng cùng đối phương giao thủ, thuấn sát của nàng tuyệt đối không phải là thứ mà ngươi có thể tránh né cùng ngăn cản. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch không hề dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất khỏi động. Dương Diệp sững sờ một lát, sau đó lắc đầu. Hiện tại hắn cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện loạn thất bát tao kia, việc cấp bách mà hắn hiện tại phải làm là khôi phục Tiểu Tuyền trở lại bình thường, không thì hắn có muốn đi nửa bước tại chiến trường cổ này cũng khó. Cổ tay khẽ động, mấy trăm khối đá năng lượng xuất hiện ở trong tay, Dương Diệp lập tức điên cuồng hấp thu. Đúng như hắn suy đoán, khi những viên đá năng lượng này bị chuyển đổi thành huyền khí, chúng sẽ bị Tiểu Tuyền trong cơ thể hấp thu trong nháy mắt. Thấy một màn này, chân mày Dương Diệp cau lại. Lập tức không do dự, tiếp tục điên cuồng hấp thu đá năng lượng. Chưa tới một canh giờ, mấy ngàn viên đá năng lượng đã biến thành cho tàn, thế nhưng Tiểu Tuyền lại như một cái hang không đáy, có bao nhiêu huyền khí cũng lấp không đầy. Hai canh giờ trôi qua, hơn vạn viên đá năng lượng đã không còn gì, Tiểu Tuyền thì vẫn điên cuồng hấp thu huyền khí như cũ. Dương Diệp thì vẫn cứ tiếp tục. Nếu để cho người khác biết Dương Diệp tiêu xài đá năng lượng như thế, chỉ sợ rằng họ sẽ nổi điên mà giết hắn cả trăm lần mất. Đây thật sự là quá phá sản mà, kể cả những đệ tử của Đại Tông Môn cũng không dám tiêu xài đá năng lượng giống như Dương Diệp đâu. Thời gian cứ thế qua đi, Dương Diệp từ khi trời còn sáng hấp thu đến lúc trời đã tối, sau đó lại từ ban đêm hấp thu đến ban ngày, cứ như vậy, ba ngày trôi qua. Ngày thứ tư, bên ngoài sơn động mà Dương Diệp đang ở có một đám ma vực cùng Minh Vực đi tới. Hai người đứng đầu lại chính là Ma Kha cùng Hồn U. Ngày đó, sau khi Dương Diệp buông tha cho đám thanh niên ma tộc đào tẩu, đương nhiên chúng sẽ không bỏ qua như thế, dù sao thì tất cả những gì bọn hắn vất vả đoạt được đều đưa cho Dương Diệp hết rồi. Cho nên bọn hắn lập tức tìm đến Ma Kha, còn Ma Kha khi biết tộc nhân của mình lại bị Dương Diệp cướp bóc thì ngay lập tức giận không thể nuốt trôi, lập tức triệu tập tất cả tộc nhân của ma tộc tại Cửu U đến lùng bắt Dương Diệp. Biết Dương Diệp có huyền thú phi hành cùng trồn không gian, Ma Kha lại đi tìm Hồn U cùng Ứng Long, hy vọng Ứng Long cùng Hồn U kiềm chế con trồn không gian kia cùng huyền thú phi hành. Nếu được vậy, khi không có huyền thú phi hành cùng trồn không gian thần bí trợ giúp, muốn giết Dương Diệp, dễ như trở bàn tay. Ta đã thấy khí tức của hắn. Hồn U nhìn sơn động nơi Dương Diệp ở, gằn giọng nói. Hắn hẳn là đang ở bên trong, ha ha, ngươi, ta còn có Ứng Long. Ba người liên thủ tới giết hắn, có phải là quá coi trọng hắn rồi hay không? Ma Kha lắc đầu, nói. Bất kỳ ai trong số ba người chúng ta đều có năng lực giết hắn, nhưng người đừng quên, hắn có một con huyền thú phi hành cùng trồn không gian thần bí, có hai con huyền thú ấy thì chuyện chúng ta muốn giết hắn sẽ không dễ dàng. Hồn U gằn giọng cười, không phản bác. Ma Kha ngẩng đầu nhìn 10 đầu thanh long đang xoay quanh trên tầng mây cao, gật đầu. Sau đó nhìn về phía hang núi mà Dương Diệp đang ở, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn tiến tên một bước, tay phải bình thân xuất ra, sau đó hướng về sau rụt lại. Một khắc sau, bỗng nhiên hắn đánh một chưởng về phía trước. Thoáng chốc, một cỗ quyền phong kinh khủng bỗng nhiên chấn động xuất ra. Oanh! Ngay tức thì, hang núi chỗ Dương Diệp đang ở ngay lập tức bị san thành bình địa. Nhìn thấy một màn này, Hồn U một bên nhắm hai mắt lại, hiển nhiên thực lực của Ma Kha đã nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, ngọn núi này có thế nào cũng cao gần trăm trượng đó. Có là một cường giả linh giả cảnh thì cũng chưa chắc đã có thể dung chuyển ngọn núi này, thế nhưng dưới một quyền đơn giản của Ma Kha, ngọn núi đó đã biến thành đất bằng. Không hổ là tồn tại yêu nghiệt nhất của ma tộc suốt ngàn năm qua. Lão đại uy vũ, yên lặng một giây. Sau đó đám người ma tộc sau lưng Ma Kha đồng thời bạo phát ra từng đạo hoan hô đinh tai nhức óc, tiếng hoan hô xông thẳng lên trời, vang vọng cả 9 tầng mây. Ma Kha nhìn thoáng qua Dương Diệp đang ngồi trong đống phế tích đối diện, sau đó thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó hung hăng đánh về phía đầu của Dương Diệp. Nhìn thấy Ma Kha một quyền đánh tới, trong mắt Dương Diệp lóe lên một vòng lệ khí. Những tộc nhân của ma tộc cùng minh tộc và cả yêu tộc quả nhiên là âm hồn bất tán mà. Không kịp nghĩ nhiều,
Dương Diệp một tiếng lợi hại, lập tức một quyền đánh tới phía quyền kia của Ma Kha. Nếu như có thể, hắn tất nhiên là muốn dùng kiếm, dù sao thì thực lực của Ma Kha trước mắt vẫn là vô cùng cường hãn. Nhưng mà không có cách nào, lúc này trong cơ thể hắn một tia huyền khí cũng không có, cho nên hắn chỉ có thể dùng lực lượng nhục thân cường ngạnh chống đỡ. Cũng may lực lượng nhục thế của hắn cũng là cực kỳ cường hãn. Thấy Dương Diệp không sử dụng kiếm mà lại dùng nắm đấm, Ma Kha hừ lạnh một tiếng, nói. Muốn chết. Nói xong, nắm đấm bỗng nhiên xoay tròn, không gian một trận rung động kịch liệt. Trong mắt của mọi người, hai nắm đấm lấy cứng đối cứng mà đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài trăm trượng, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, nện cho mặt đất hằn xuống một cái hố sâu cực lớn. Còn Ma Kha lại là bất động ở chỗ cũ, như là một tòa núi cao. Đất lại nhảy lên từ trong hố sâu kia, nhìn thấy một màn này, sắc. Mặt của đám người ma tộc liền thay đổi, bọn hắn phi thường rõ ràng thực lực chân kinh của lão đại, lực lượng nhục thân của hắn sẽ thuộc hàng huyền giả vương giả cảnh. Cường giả linh giả cảnh thông thường cũng không dám lấy cứng đối cứng với lão đại đó nha. Thế mà tên Dương Diệp này lại cường ngạnh kháng cự, hơn nữa lại còn không có việc gì. Sắc mặt Ma Kha cũng biến hóa, hắn biết nhục thân của Dương Diệp không tồi, thế nhưng hắn không biết nhục thể của Dương Diệp đã cường hãn đến loại trình độ này. Phải biết rằng, mặc dù một quyền vừa rồi của hắn mặc dù chỉ xuất ra không đến bốn thành lực lượng nhưng cũng không phải là thứ mà một huyền giải vương giả cảnh ngũ phẩm có khả năng tiếp được. Hiển nhiên, cho tới nay, hắn đã đánh giá thấp kiếm tu tên Dương Diệp trước mắt này. Bất quá, vậy thì sao? Tép Diêu có thêm mạnh thì lại có thể mạnh đến mức nào đây? Lúc này thần sắc Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra, Ma Kha còn mạnh hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. Chớ nhìn hắn hiện tại như thể khơ rông có việc gì, kỳ thật lúc này toàn thân hắn vô cùng tê dại, tay phải cũng đã mất đi chi giác, trong cơ thể cũng là một trận cuồn cuộn. Nếu như không phải cố nét thì lúc này chỉ sợ hắn đã không thể đứng dậy. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể thì hắn không mạnh được như Ma Kha, trừ phi vận dụng huyền khí kim sắc. Dưới sự gia trì của huyền khí kim sắc, lại cộng với lực lượng nhục thân, có lẽ hắn có thể liều mạng với Ma Kha trước mắt. Thế nhưng đáng tiếc thay, lúc này trong cơ thể hắn đến một tia huyền khí cũng không có. Dùng tới kiếm của ngươi đi, không thì ngươi sẽ phải chết. Ma Kha nhìn Dương Diệp. Nhàn nhạt nói. Dương Diệp cười khổ trong lòng. Nếu như có thể dùng tới kiếm thì hắn đã dùng từ lâu rồi. Tiểu Tuyền cũng không biết là có cái gì không đúng, tự dưng lại trở nên khác thường như thế. Hấp thu nhiều huyền khí như vậy mà vẫn còn chưa đủ, nó đến cùng là muốn náo đến trình độ nào đây? Ngẩng đầu nhìn mười mấy đầu quái vật khổng lồ bay vòng vòng trên thiên không, khóe miệng Dương Diệp ngày càng đắng chát. Xem ra, những gia hỏa ma tộc cùng yêu tộc và minh tộc này thật muốn đưa mình vào tử địa. Nếu ngươi đã không rút kiếm, vậy thì đi chết đi. Ma Kha lạnh giọng nói một câu, sau đó thân hình khẽ động, mãnh liệt bắn về phía Dương Diệp. Khi còn cách Dương Diệp chỉ 10 trượng trở lại, quyền của Ma Kha bỗng nhiên oanh một cái, thoáng chốc, một đạo năng lượng quyền ấn bắn ra từ phía trên quyền ấn. Những nơi năng lượng quyền ấn đi qua, không khí đều bị vỡ nát. Một cái rãnh không khí màu trắng chướng mắt xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, nếu như trong cơ thể có huyền khí, lúc này hắn đương nhiên có thể dùng kiếm phá vỡ đạo công kích kinh khủng này, thế nhưng hắn hiện tại chỉ có thể một lần nữa dùng nhục thân cường ngạnh chống đỡ. Thế nhưng, lúc này nhục thể của hắn còn có thể cường ngạnh chống đỡ hay sao? Hít sâu một hơi, ngay lúc hắn chuẩn bị liều mạng một lần, đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên. Đạo hàn quang kia trong nháy mắt đánh vào trên năng lượng quyền ấn. Oanh, một tiếng, năng lượng quyền ấn cùng đạo hàn quang kia nổ tung, hóa thành một đạo khí lãng khuếch tán về bốn phía. Khí lãng tan hết, Hiểu Vũ Tịch chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, mà tay trái của nàng thì đang nắm thanh loan đao kia. Hiển nhiên, đạo hàn quang lúc trước là do nàng đánh ra. Nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đám người Ma Kha cùng hồn u liền biến hóa. Ma Kha hướng đạp một bước về phía trước, trầm giọng nói. Thất trọng đạo ý, không nghĩ tới trong đám huyền giả nhân loại lại có người có thể đạt tới thất trọng ý cảnh. Hiểu Vũ Tịch nhàn nhạt liếc qua Ma Kha, sau đó quay người nhìn Dương Diệp một cái, nói. Đi đi, ta ngăn trở bọn hắn. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch quay người nhìn về phía đám người Ma Kha. Ngay lập tức, một cỗ đạo ý vô hình kinh khủng bạo phát,
Dưới uy áp của cỗ đạo ý này, trừ Ma Kha cùng hồn u ra, tất cả mọi người còn lại đều không chịu nổi mà lui về sau vài chục bước. Nhìn bóng lưng của Hiểu Vũ Tịch, trong lòng Dương Diệp chợt hiện lên một tia tình cảm khác lạ. Hắn không ngốc, nữ tử trước mắt tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên mà xuất hiện ở đây, mấy ngày qua đối phương hắn là căn bản chưa từng rời đi. Nàng vì sao lại không rời đi? Là vì bảo vệ mình sao? Thấy Hiểu Vũ Tịch phóng thích ra vô tận đao ý kinh khủng, Ma Kha sầm mặt lại. Ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ, đột nhiên, trên không trung hiện lên một đạo kiếm quang. Lập tức, một nữ tử mặc váy dài màu xanh từ trên không trung đáp xuống, khi nhìn thấy đao ý khắp nơi, nữ tử váy xanh nhướng mày, lập tức một cỗ kiếm ý kinh khủng phun ra. Thất trọng kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, cả đám người ngây ra như phỗng. Từ lúc nào nhân loại đã xuất hiện nhiều siêu cấp yêu nghiệt như vậy? Sắc mặt của Ma Kha cùng Hồn U cũng trầm xuống, hai siêu cấp thiên tài lĩnh ngộ thất trọng ý cảnh, bọn họ tạo thành uy hiếp cho bọn hắn đó nha. Bất quá vẫn còn may, nữ tử váy xanh trước mắt tựa hồ có thù oán gì với nữ tử tóc trắng kia, bởi vì lúc này nữ tử váy xanh đang quan sát nữ tử tóc trắng, mà ánh mắt kia cũng không hề hữu hảo. Nhìn thấy nữ tử váy xanh, đôi mi của Hiểu Vũ Tịch cau lại, nhanh chóng thu đao trong tay, sau đó nói. Mạc Khinh Ngữ, không nghĩ tới Mạc gia lại thật sự phái ngươi. Đến, lúc đầu vốn không phải là phái ta tới. Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Dương Diệp một bên, sau đó nói. Chỉ có điều, nghe nói cổ vực thành xuất hiện một chuẩn kiếm hoàng gì đó, vậy nên ta mới tới. Chuẩn kiếm hoàng, ha ha, ta rất hiếu kỳ nha. Tại đại lục huyền giả này tại có ai có tư cách xứng đáng với danh xưng này vậy? Hiện tại đã gặp được, vương giả cảnh ngũ phẩm, kiếm ý lục trọng, thật là khiến người ta thất vọng. Nghe vậy, Dương Diệp thấy lòng run lên, nữ tử trước mắt vậy mà chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay cảnh giới cùng cảnh giới kiếm ý của mình. Khó trách ngay cả Hiểu Vũ Tịch đã lĩnh ngộ đao ý thất trọng cũng kiêng dè nàng không thôi. Lúc này, Mạc Khinh Ngữ lại nói. Hiểu Vũ Tịch. Hôm nay ta đến không phải tìm ngươi, tránh ra đi, để hắn tiếp ba kiếm của ta, sau ba kiếm nếu không chết, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Mạc gia huynh muội là ta giết. Hiểu Vũ Tịch nói. Không trọng yếu. Mạc Khinh Ngữ nhàn nhạt nói. Ta tới đây chỉ là muốn giết kẻ nào mang danh chuẩn kiếm hoàng mà thôi, dù sao thì danh xưng này cũng là vinh quang cao nhất của kiếm tu chúng ta, không phải loại người nào cũng đều xứng đáng với nó. Dù có là một tên chuẩn kiếm hoàng, đi chăng nữa. Hiểu Vũ Tịch rũ mắt xuống, đột nhiên, nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc có chút không vui, nói. Vì sao còn chưa đi? Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ, nói đùa cái gì vậy, nếu hiện tại rời đi thì hắn còn là con người sao? Hơn nữa, khắp nơi đều là địch nhân, muốn đi cũng đi không nổi. Ngươi đi đi, Dương Diệp nói khẽ, dựa vào thực lực của ngươi. Ngươi muốn đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cản ngươi, mà căn bản cũng ngăn cản không nổi. Ta không đi. Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua Dương Diệp, thấp giọng nói. Vì cái gì? Dương Diệp không hiểu. Không biết. Hiểu Vũ Tịch quay người nhìn về phía Mạc Khinh Ngữ, sau đó chậm rãi rút loan đao ra, vận sức chờ phát động. Dương Diệp. Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lại liếc mắt nhìn Hiểu Vũ Tịch, nói. Ha ha, nghe đồn phụ thân người muốn gả ngươi cho kiếm hoàng tương lai của đại lục huyền giả, xem ra đây không phải là lời đồn nữa. Chỉ là, Hiểu Bạch Phát, ngươi cứ như vậy xác định hắn chính là kiếm hoàng tương lai. Nếu như không phải, vậy thì chẳng phải ngươi mất cả chì lẫn chài hay sao? Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hiểu Vũ Tịch lạnh lùng nói. Mạc Khinh Ngữ nói. Hiểu Bạch Phát, ngươi nhìn coi. Ở đây kẻ muốn giết hắn cũng không chỉ có một mình ta, ngươi nếu đánh với ta thì ai sẽ bảo hộ người trong lòng ngươi đây? Hiểu Vũ Tịch nhướng mày, nửa ngày, nàng nói. Ta sẽ làm hết sức. Mạc Khinh Ngữ gật đầu, nói. Đã như vậy thì các ngươi cùng chết đi. Ngay khi nàng muốn động thủ, đúng vào lúc đó. Chậm đã. Lúc này, Dương Diệp nguyên bản một mực trầm mặc đột nhiên tiến ra. Làm sao? Mạc Khinh Ngữ nhàn nhạt nhìn Dương Diệp một cái, nói. Dương Diệp nhẹ cười, sau đó nói. Ta không dùng huyền khí mà tiếp ba kiếm của ngươi, nếu như ta tiếp được thì hãy để chúng ta bình yên rời đi, như thế nào? Không dùng huyền khí. Mạc Khinh Ngữ châm chọc nói. Khẩu khí thật sự lớn, bất quá,
như ngươi mong muốn, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn xem kẻ mang danh xưng chuẩn kiếm hoàng đến tột cùng là có bản lãnh gì. Còn có, nếu như ngươi không tiếp nổi thì sao? Không tiếp nổi không phải là sẽ chết sao? Dương Diệp cười nói. Ngươi ngược lại cũng nghĩ thoáng ghê. Mạc Khinh Ngữ nhàn nhạt nói. Dương Diệp đang chuẩn bị gì đó, lúc này, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên đi tới trước người hắn, sau đó trầm giọng nói. Nàng rất mạnh. Ta biết. Dương Diệp cười nói. Với tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi sẽ chết. Ta biết. Vậy mà ngươi còn muốn tiếp chiêu. Dương Diệp cười nói. Nếu như ta không tiếp thì sẽ không phải là một người chết, mà là hai người chết. Những ma tộc cùng yêu tộc trước mắt chỉ nhằm vào hắn, cũng không nhằm vào Hiểu Vũ Tịch, thế nhưng nếu như hắn không cùng nữ tử váy xanh đánh cược, kết quả chính là nữ tử váy xanh sẽ cùng đám người ma kha cùng vây công hắn và Hiểu Vũ Tịch. Với tình trạng hiện tại của hắn, bọn hắn không có chút cơ hội sống sót nào. Cho nên hắn chỉ có cách đánh cược cùng Mạc Khinh Ngữ, nếu như hắn chết, bọn người ma kha tất sẽ rời đi, cứ cho là Hiểu Vũ Tịch đối chiến với Mạc Khinh Ngữ không thắng nổi thì bảo toàn tính mạng vẫn là có thể. Nếu như hắn tiếp được, vậy thì không thể tốt hơn nữa, bởi vì khi đó sẽ có thêm Mạc Khinh Ngữ giúp đỡ. Có Mạc Khinh Ngữ giúp đỡ, bọn hắn muốn ly khai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Về phần Mạc Khinh Ngữ có thể nuốt lời hay không, Dương Diệp tin tưởng đối phương sẽ không nuốt lời, dù sao thì kiếm tu cũng đều cực kỳ cao ngạo, huống chi nàng còn là một kiếm tu đã lĩnh ngộ thất trọng kiếm ý. Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Ma Kha cùng Hồn U, nói. Không phản đối chứ, nếu như phản đối, vậy thì ta chỉ có thể giúp bọn hắn rời đi trước. Ma Kha nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Xin cứ tự nhiên. Hắn đương nhiên là không sợ nữ tử váy xanh này, nhưng nếu nữ tử váy xanh cùng nữ tử tóc trắng liên thủ với nhau, vậy thì e rằng rất nhiều đệ tử ma tộc sẽ phải chết, đây là chuyện mà hắn không muốn nhìn thấy. Mạc Khinh Ngữ nhìn về phía Hồn U, sau đó cười hắc hắc nói. Nhân loại tự giết lẫn nhau, ta thích xem nhất đó, cho nên, tự nhiên đi. Mạc Khinh Ngữ nhìn Hồn U một cái thật sâu, sau đó quay người nhìn Dương Diệp, nói. Chuẩn bị xong chưa? Tới đi. Dương Diệp nói. Mạc Khinh Ngữ gật đầu, cũng không thấy động tác của nàng như thế nào, 100 chuôi huyền khí màu xanh đột nhiên lơ lửng tại trước mặt nàng. Nhìn thấy một màn này, Hiểu Vũ Tịch một bên biến sắc. Nhất niệm khởi, trăm kiếm sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.